Chương 32, Hối hận Ngụy sở đi tới trước mặt tô nhạc, ngồi xuống lo lắng hỏi, em có sao không? À, tô nhạc hít sâu một hơi, nước mắt lưng trồng nhìn ngụy sở, không phải vì cô khóc mà vì quá đau, tuyến lệ tự động tiết ra chất lỏng, đại ca ngụy sở, lần sau nếu anh còn gặp gỡ nhân vật nguy hiểm như thế nữa nhớ báo cho em biết trước một tiếng để em đi đường vòng. Thấy tô nhạc đau đến mức mặt mày nhăn nhó, ngụy sở đau lòng vương tay, nhẹ nhàng xoa đầu tô nhạc, anh đưa em tới bác sĩ chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần. Tô nhạc đứng lên, đầu còn hơi choáng, người phụ nữ đứng cách đó ba bước giơ tay lên định tác xuống đã bị người đàn ông kia cản lại. Trầm khai, nhiều năm nay nhà họ lưu cho ông bao nhiêu lợi lộc, tự ông nhìn lương tâm mình mà tính đi. Lưu Phân vừa lau nước mắt vừa chỉ trích, con cái đều sắp tốt nghiệp đại học rồi, ông còn nhắc đến cái gì nữ nữ, hiện giờ ông là chồng tôi, ông có hiểu hay không? Tô nhạc đồng cảm liếc nhìn nguy sở, may mà tầng này không có nhiều nhân viên, nếu không không biết đã có bao nhiêu người vây xem, đầu năm nay, phim truyền hình về luân lý gia đình tuy không ăn khách, nhưng trong cuộc sống hiện thực vẫn có không ít người thích xem trò cười. Lưu Phân, bà đừng ăn nói vô lý như thế có được không? Tôi và Tô Nguyễn Tú đã ly hôn nhiều năm, mấy năm nay tôi cũng không trở lại thăm bọn họ, thậm chí cả một chút tiền cũng chưa từng gửi tới, rốt cuộc bà còn chuyện gì bất mãn, cái gì gọi là dựa vào nhà họ Lưu các người, năm đó, khi tôi kết hôn với bà, nhà máy của nhà họ Lưu mới được bao nhiêu? hôm nay nhà họ Lưu có công xưởng lớn như vậy là nhờ công lao của ai, bà có thể không làm loạn một ngày hay không? Bất kể loại đàn ông gì, một khi đã bị vạch trần hết mặt mũi, sắc mặt đều không tốt, lúc nào bà cũng trách móc Tô Nguyễn Tú, ngoại trừ có tiền, bà có gì hơn cô ấy? Đúng, tôi không có gì hơn cô ta, nhưng không phải ông cũng vứt bỏ cô ta và con gái để đi theo tôi đấy sao? Lưu Phân cười tức giận, ông tưởng ông tốt lắm chắc, nếu Lưu Phân tôi không biết xấu hổ, vậy trầm khai ông chính là một tên cầm thú. Tô nhạc nghe hai người tranh cãi, trong đầu nổ hoành một tiếng, lập tức, ngay cả bàn tay ấm áp đang xoa chỗ đau cho mình cũng không cảm nhận được nữa. Trầm khai, Tô Nguyễn Tú, nếu đặt tên hai người này ở nơi khác nhau, cô còn có thể nghĩ rằng đó là trùng hợp, nhưng khi gộp hai cái tên này lại, còn nhắc tới ly hôn, con gái, Tô nhạc đã hiểu, trong vở kịch luân lý gia đình chán ngắt này, cô từ một người đứng xem đã biến thành người tham dự. Tức giận, không phải không có nhưng cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng nhìn cuộc sống thấp kém của người đàn ông này sau khi vứt bỏ vợ con lại nghĩ tới người mẹ lúc nào cũng nhàn nhã trong chơi của mình tô nhạc đột nhiên cảm thấy buồn cười hiện giờ người đàn ông này xuất hiện cũng có tác dụng gì dùng cuộc sống tầm thường của ông ta để làm nền cho cuộc sống tốt đẹp của mẹ cô hay sao bà câm miệng cho tôi trầm khai đã hoàn toàn nổi giận chuyện này bị công khai rõ ràng như vậy ông không còn chút thể diện nào nữa dựa vào cái gì mà bắt tôi câm miệng, tôi cứ nói, Tô Nguyễn Tú là một ả đàn bà vô dụng, chỉ có thể sinh con gái, ngay cả con trai cũng không sinh được. Ba. Một tiếng bạc tai vừa giòn vừa vang, khắp tầng lầu đều có thể nghe thấy, tiếng người phụ nữ gào thét đã không còn, tiếng người đàn ông rống lên giận dữ cũng biến mất. Người ra tay không phải trầm khai, mà là Tô Nhạc vẫn đứng bên cạnh. Tô Nhạc mặt lạnh nhìn người phụ nữ đang khóc trôi cả lớp trang điểm trước mặt, giọng nói lạnh như băng, bà và người đàn ông vô trách nhiệm này đến với nhau mẹ tôi không chửi không mắng bởi vì mẹ tôi có phong độ cũng bởi vì mẹ tôi căm ghét loại đàn ông thế này các người kết hôn không chi trả phí nuôi dưỡng tôi mẹ tôi không nói một câu bởi vì mẹ tôi có khả năng nuôi nấng tôi rất tốt các người đã vô sĩ như thế mẹ tôi cũng có thể không nhìn các người hôm nay bà có tư cách gì để mắng chửi mẹ tôi hay vì bà đã là một người phụ nữ không còn liêm sĩ nên mới có thể nói năng khó nghe như thế Tô Nhạc đột nhiên hỏi vặn khiến cho Lưu Phân không kịp phản ứng, bà ta chỉ ngây người ôm một bên mặt bị đánh, gương mặt vì lớp trang điểm bị méo mó mà xấu xí không nói nên lời. Cô là... Nữ nữ. Một chút tự tôn cuối cùng của Trầm Khai dường như cũng không còn, ông ta nhìn Tô Nhạc, toàn thân như bị sét đánh, chỉ trong nháy mắt giống như đã già đi 10 tuổi. Tô Nhạc quay đầu nhìn về phía Trầm Khai, vẻ mặt hờ hững, không có sự oán giận như nữ diễn viên trong phim truyền hình nhìn thấy người cha đã phản bội mẹ mình bởi vì trong cuộc đời này của cô vốn không có một chút ký ức về người đàn ông này mà mẹ cô cũng là một người phụ nữ thông minh chưa bao giờ nói với con gái rằng bà đã bị ông ta vứt bỏ cũng không vì lý do gì mà bà phải nói như thế mẹ chỉ dạy cô làm thế nào để sống thật tốt đối với người đàn ông này mà nói cuộc sống hiện tại đã là một dạng báo ứng vì tiền tài mà vứt bỏ vợ con kết quả mỗi ngày sống mà không có lòng tự tôn bên cạnh còn có một người phụ nữ như vậy ông ta đã ở trong hoàn cảnh này cô còn muốn thế nào nữa dù sao đối với cô người này cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi tô nhạc ngụy sở thật sự không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến như phim thế này anh nhìn tô nhạc đang đứng im lặng nhớ tới tính cách nhanh nhẹn thường ngày của cô và cả những nữ chính tính cách kiên định dưới ngòi bút của cô anh không khỏi cảm thấy đau lòng chỉ là chuyện này không có chỗ cho anh nhúng tay vào cô là con gái tô nguyễn tú lưu phân phản ứng lại ánh mắt nhìn tô nhạc đã tràn đầy thù hận nhớ tới vừa rồi ai đã cho mình một cái tác bà ta mất lý trí mà nhào tới. Một cái tác còn chưa vung lên, tô nhạc đã rơi vào một vòng tay ấm áp, còn Lưu Phân cũng bị Trầm Khai đẩy ngã trên mặt đất. Bà thôi đi có được không? Trầm Khai nhìn Lưu Phân còn đang quỳ rạp trên mặt đất, nếu bà còn tiếp tục làm loạn, chúng ta lập tức ly hôn. Ông muốn ly hôn với tôi. Lưu Phân như một quả bóng xì hơi nhìn Trầm Khai, bây giờ ông lại nói muốn ly hôn với tôi. Trầm Khai quay đầu nhìn tô nhạc được ngụy sở bảo vệ trong lòng, im lặng không nói gì. Vừa rồi khi Lưu Phân giơ tay lên định đánh, chính Tô Nhạc còn chưa kịp phản ứng, thật không ngờ rơi trên người mình không phải một cái tác mà là một lồng ngực rộng rãi, ấm áp. Mùi hương vô cùng thuần khiết, còn mang theo hương chanh phản phất, khiến cô thoải mái nói không nên lời. Trần Húc không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên biến thành thế này, anh nhìn Ngụy Sở một chút, rồi lại nhìn Lưu Phân ở bên cạnh, ấn vào đường điện thoại nội tuyến gọi bảo vệ. Nữu nữu. Trầm Khai chưa từng nghĩ rằng khi đứng trước mặt con gái ruột của mình, ông nhất thời không biết nói gì, đành phải ngập ngừng nói, những năm gần đây con sống có tốt không? Nghĩ tới dáng vẻ, cử chỉ của Tô Nhạc, hôm nay cô còn đại diện cho bác sinh tới bàn chuyện hợp tác với Kim Sở, và cả vẻ che chở của Ngụy Sở đối với cô, Trầm Khai dần dần hiểu ra trong lòng, con gái ông là một đứa trẻ có tiền đồ. Việc này không liên quan tới ông. Tô Nhạc hờ hững mở miệng, ông Trầm, về phần nuôi dưỡng, ông không hề có bất cứ trách nhiệm nào, vì vậy, ngoài trừ chúng ta là bố con trên sinh lý, cho dù trên phương diện pháp luật, tôi cũng không cần gọi ông là bố. Mặt khác, sau này nhờ ông và vợ ông không nên dùng từ ngữ để vũ nhục mẹ tôi, nếu không tôi sẽ khởi tố các người tội phỉ bán, tôi nghĩ tôi sẽ không thu vụ kiện này trên tòa. Nói xong, tôi nhạc xoay người nhìn về phía ngụy sở, anh giúp em đưa cho ông trầm đây 10 vạn tệ. Ngay sau đó, cô lại quay đầu nhìn về phía trầm khai, khi tôi vừa ra đời ông đã ra ngoài làm ăn, sau đó không lâu lại ly hôn với mẹ tôi trong lúc đó ông có gửi về nhà một nghìn tệ số tiền này coi như tiền sửa bột cho tôi khi đó vật giá không giống bây giờ hiện giờ tôi gửi lại ông mười vạn tệ cho dù tính toán thế nào cũng không coi là thiệt thòi cho ông ngụy sở gật đầu với trần húc một cái trần húc lập tức lấy ra một chi phiếu mười vạn tệ đưa cho tô nhạc tô nhạc dùng hai ngón tay kẹp lấy tờ chi phiếu nhét vào tay trầm khai từ nay chúng ta không còn nợ nần nhau thứ gì nữa Trầm Khai nhìn tờ chi phiếu 10 vạn, gương mặt đỏ bừng, nhưng không nói gì phản bác. Ngụy Sở nắm lấy vai Tô Nhạc, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Tổng giám đốc Trầm, Kim Sở chúng tôi sẽ không hợp tác với ông chủ như ông, mời ông đi tìm người khác." Tô Nhạc không thèm liếc mắt nhìn Trầm Khai, xoay người bước về phía phòng làm việc của Ngụy Sở, Ngụy Sở thấy vậy liền đi theo, để lại Trần Húc thu dọn tàn cuộc. Nghĩ tới những loại cực khổ mà mẹ con Tô Nhạc đã phải trải qua, Trần Húc nhìn Trầm Khai một cách khinh thường, thủng thẳng nói, tổng giám đốc trầm và phu nhân của ngài mau trở về đi, một người cha như ngài thật sự để vãn bối chúng tôi xem đủ rồi. Vẻ mặt trầm khai lại càng khó xử, nhưng ngoài trừ nghe theo cũng không còn biện pháp nào khác, ông ta nhìn cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đang đóng chặt, thấp giọng nói là tôi có lỗi với mẹ con bọn họ. Nói xong, ông ta trả lại 10 vạn tệ cho Trần Húc. Trần Húc không nhận mà nói, nếu tổng giám đốc trầm không cần 10 vạn tệ này có thể ném vào thùng rác, tuy tô tiểu thư cũng không dư giả, nhưng 10 vạn tệ này vẫn có thể tự làm ra. Cho dù Tô Tiểu Thư không có 10 vạn tệ này, trong mắt tổng giám đốc của chúng tôi, số tiền này cũng không đáng là gì, chúng tôi đã xuất ra ngoài, sẽ không nhận lại. Những người bình thường càng nhã nhặn, đôi khi nói lại càng khó nghe, Trần Húc chính là một người như thế, anh nhìn sắc mặt trầm khai hết đỏ lại trắng, hết trắng lại hồng, cũng chỉ ung dung đẩy kính mắt lên mũi. Trầm khai buồn bã cúi đầu, xoay người đi về phía thang máy, bỗng lưng thoạt nhìn có vẻ rất cô đơn, mệt mỏi. Trần Húc Hạ tầm mắt cười nhạt, nếu sớm biết sẽ thế này, nằm đó không biết ông ta sẽ làm gì. Không lâu sau, Lưu Phân đang khóc sướt mướt cũng được bảo vệ rước ra ngoài, Trần Húc xoay người nhìn cửa phòng tổng giám đốc đang đóng chặt, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không đẩy cửa đi vào. Nếu đại ca có thể nhân cơ hội này để tăng tốc, kéo gần khoảng cách với Tôn nhạc thì cũng là một chuyện tốt. Chỉ là, có một người cha như vậy, tuổi thơ của Tôn nhạc cũng coi như bất hạnh. Chương 33, nhận ra vừa rồi cảm ơn anh, số tiền đó ngày mai em sẽ gửi lại cho anh. Tô Nhạc ngồi xuống sofa, uống một ngụm trà đã hơi nguội lạnh, sau đó mới cảm thấy cơn giận chậm rãi tan đi, cô dây tráng, ngã người dựa vào sofa, khi nhìn thấy chiếc máy tính bên cạnh, ánh mắt khẽ thay đổi. Không có gì, em đừng khách sáo như vậy. Ngụy sợ thấy tâm trạng Tô Nhạc không tốt, vì vậy nói, về chuyện công việc, buổi chiều hãy bàn tới đi, chỗ anh có mấy quyển tiểu thuyết bán chạy trong năm nay, em có muốn đọc không? Tô Nhạc cười lắc đầu, không cần, chỉ là bất ngờ gặp một người xa lạ mà thôi, em ngồi một lát rồi sẽ bắt đầu công việc, về phần bản kế hoạch, em đã sửa lại một số chi tiết, các anh xem qua đi, nếu có gì không thỏa đáng có thể đề xuất. Chuyện công việc nói lúc nào cũng được. Ngụy Sở thở dài, cầm lấy cốc trà trước mặt Tô Nhạc, em ngồi một lát đi, anh đi đổi ly trà khác cho em. Tô Nhạc nhìn cánh cửa đã đóng lại lần nữa, ngón trỏ tay phải chạm tới chuột cảm ứng trên chiếc máy tính. Màn hình vốn đang đen sì đột nhiên sáng lên. Cô thu nhỏ trang web lại, lộ ra màn hình quen thuộc. Hình ảnh này quen thuộc, nhưng đó không phải trọng điểm mà cô quan tâm, điều khiến cô ngạc nhiên nhất là dưới gốc cây ngô đồng kia có một bóng người quen thuộc, tuy khuôn mặt không rõ ràng như cô vẫn có thể nhận ra người kia là ai. Từ góc độ này nhìn lại, tấm ảnh này hẳn là do người ta đã chụp lén, đây là trùng hợp hay ai đó cố ý, cô nghĩ, không có người con gái nào nhìn thấy chính mình xuất hiện trên màn hình máy tính của người khác mà có thể thờ Chuyện này giống như một người đột nhiên phát hiện trong ví của mình có thêm 100 tệ, nhưng lại không biết từ đâu tới, nên tỉnh bơ đút vào túi hay để sang một bên chờ chủ nhân đến tìm mới tốt. Cạch, cốc trà được đặt xuống trước mặt Tô Nhạc, khi ánh mắt ngụy sở rơi xuống màn hình máy tính trước mặt Tô Nhạc, nụ cười trên mặt biến mất, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Nhạc vẫn bình thường, anh liền tiếp tục cười nói, "Chiếc máy tính này em còn dùng không? Bên trong anh có lưu một số tài liệu, có lẽ lát nữa sẽ dùng đến." Chiếc máy tính này là của anh. Tô Nhạc ngẩng đầu nhìn Ngụy Sở, ánh mắt thay đổi, lập tức nói, "Thật xin lỗi, em không biết anh cần đến nó." "Không sao, có lẽ Trần hút quên mất thôi." Ngụy Sở cười đóng chiếc máy tính lại, để lên bàn làm việc của mình, rồi xoay người lấy hai quyển tiểu thuyết đặt trước mặt Tô Nhạc. Tô Nhạc liếc mắt nhìn, là hai quyển sách mới của hai tác giả mà cô thích nhất. Mở một quyển trong đó ra, là ấn bản có chữ ký, cô mở to hai mắt ngạc nhiên, cô nhớ vị tác giả này rất lười nhát rất ít khi ký sách vì vậy để lấy được sách có chữ ký của cô ấy không dễ dàng ngay cả cô cũng phải nhờ đông nhờ tây mới có thể lấy được nhưng thói đời là thế kẻ có tiền có gì mà không làm được vì vậy tô nhạc chỉ nghĩ ngụy sở có hứng thú với sách của hai tác giả này dùng thế mạnh của mình để cầm được tới tay chỉ là quyển sách có vẻ rất mới không có dấu vết như đã từng đọc qua không biết vì ngụy sở bận quá chưa kịp đọc hay bởi vì có thói quen nâng niu sách vở nếu em thích hai quyển sách này thì cầm về đi dù sao anh cũng chỉ đặt trên giá, bình thường rất ít khi đọc. Ngụy Sở thấy Tô Nhạc nhìn chữ ký trên trang bìa mà thất thần, liền mở miệng nói vậy. "Dạ." Tô Nhạc tỉnh lại, cười lắc đầu, "Không cần đâu ạ, à, hai ngày trước em đã nhờ người lấy được sách có chữ ký của hai tác giả này." Thì ra là vậy. Nét mặt Ngụy Sở không có vẻ thất vọng, nhưng cũng chẳng có mấy hứng thú về việc mình và Tô Nhạc có chung tác giả yêu thích. Tô Nhạc vô thức lật quyển sách trong tay, ánh mắt hướng về gương mặt của ngụy sở nhưng khi ngụy sở ngẩng đầu lên nhìn thì cô lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bên ngoài ánh mặt trời chói chang không biết nóng đến bao nhiêu độ nhưng điều hòa trong phòng lúc nào cũng được để ở nhiệt độ thích hợp nhất tô nhạc chống cằm đột nhiên mở miệng nói bên cạnh ngón tay thứ tư bên phải của em có một nốt ruồi trước đây có một ông thầy tướng số nói đó là chứng minh cho việc chồng tương lai sẽ là quý nhân của em ngụy sở không ngờ tô nhạc đột nhiên lại nhắc tới loại chuyện này anh ngẩng đầu nhìn về phía tô nhạc nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười nhạt trên mặt đối phương hoàn toàn không có vẻ gì vừa gặp bố mình không lâu trước đó chỉ là trên ngón tay mẹ em cũng có một nốt ruồi y hệt như thế vị trí cũng không khác biệt lắm tô nhạc nhún vai vì vậy những thầy tướng số đều là lừa đảo ngụy sở nhăn mày bói toán đều là những thứ tin là có không tin là không có tô nhạc cười gật đầu cầm cốc trà lên uống một ngụm hương trà xanh thoang thoảng tan trong miệng làm cho người ta cảm thấy thật tươi mát cô cúi đầu nhìn quyển sách đặt trên đầu gối anh còn nhớ lâm kỳ không anh suy nghĩ một lát trong đầu chậm rãi hiện ra một bóng người không rõ ràng lắm ngụy sở không xác định mà hỏi chính là nhân viên phục vụ mà chúng ta gặp trong khu nghỉ dưỡng kia nhưng dáng vẻ không xác định của ngụy sở tô nhạc bật cười đúng chính là cô ấy mẹ cô ấy và bố em là anh em nhưng sau khi mẹ em và bố em ly hôn nhà em không còn liên lạc với nhà lâm kỳ nữa sau đó mẹ em lại mang em chuyển nhà vì vậy rõ ràng đã rất nhiều năm không gặp nhưng lâm kỳ lại coi cô là đối thủ cạnh tranh hoặc có thể nói là một vật tham chiếu ngụy sở nghe thấy khi tô nhạc nói hai chữ bố em không có mất tự nhiên cũng không có tình cảm giống như chỉ là một danh xưng không hề có cảm xúc nào khác anh đứng lên đi tới bên cạnh tô nhạc ngồi xuống lắng nghe cô kể một số chuyện trước đây thật ra cũng không đau khổ như trong phim truyền hình hay diễn em lớn lên cũng không khác gì những đứa trẻ khác mẹ em rất ít khi nhắc đến bố em Giống như người này không có vai trò gì quan trọng trong gia đình, còn em cũng tuyệt đối không cảm thấy mình đáng thương hơn những đứa trẻ khác. Dù sao mỗi lần họp hội phụ huynh đều chỉ có một trong hai người đi, em cũng không kém hơn những bạn học khác. Tô Nhạc nở một nụ cười yếu ớt, "Quá khứ chỉ nói mấy câu đã hết chuyện, vì vậy, anh cũng đừng coi em là nữ diễn viên đáng thương, mỗi ngày dùng con mắt thương hại để nhìn em, em sẽ đau dạ dày mất." Ngụy Sở bật cười, hai người nói chuyện một lúc sau liền quay lại chuyện mình phải làm. Tuy hai người ở trong cùng một phòng làm việc nhưng không hề quấy rầy nhau. Tới thời gian nghỉ trưa, Trần Húc dè dặt thò đầu nhìn về phía phòng tổng giám đốc dò xét, không hề có động tĩnh gì, anh thấp thỏm trong lòng, dù sao hai người kia vì có quan hệ với mình hôm nay mới có thể tới kim sở gặp đại ca, kết quả lại gặp phải chuyện này, trong lòng anh cảm thấy rất có lỗi với Tô Nhạc, chỉ sợ Tô Nhạc trốn trong phòng tổng giám đốc mà khóc. Ngay khi Trần Húc đang vô cùng lo lắng, cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Tô Nhạc và Ngụy Sở cười vui vẻ đi ra, Nét mặt không có vẻ u ám lắm trần hút rụt đầu về nhất thời cảm thấy vì mẹ già nhà mình xem quá nhiều phim truyền hình mà ảnh hưởng không tốt tới bản thân tô nhạc kia không có một chút dáng vẻ bối rối nhìn thế nào cũng không giống nữ diễn viên đau khổ vì tình thân trong khi ăn cơm ngụy sở mở to mắt nhìn tô nhạc ăn hết hai bát cơm uống một bát canh xương sườn đôi đũa tung hoành ngang dọc một chút lo lắng cuối cùng trong lòng anh đã có thể trút đi ít nhất có thể ăn có thể uống có vẻ sẽ không ảnh hưởng tới sức khỏe cơm nước xong hai người cùng nhau trở về công ty sau đó tô nhạc tạm biệt ngụy sở nói mình phải tới phòng kế hoạch nhân viên phòng kế hoạch vô cùng nhiệt tình thân thiết với tô nhạc không hề có vẻ xa cách vì khác công ty tô nhạc thở phào nhẹ nhõm trong lòng nói ra tất cả những dự định trong đầu những người trong phòng kế hoạch bởi vì quan hệ của tô nhạc và sếp lớn nên mới khách sáo nhưng sau một thời gian ở cùng tô nhạc bọn họ phát hiện cô gái trẻ này tuy một số chỗ xử lý còn chưa chuyên nghiệp nhưng những ý kiến đưa ra đều vô cùng có tính khả thi hơn nữa cô cũng hiểu rất rõ về thị trường hiển nhiên là đã điều tra thị trường hơn nữa còn tốn không ít công sức bọn họ nói chuyện với nhau một lúc đã cảm thấy rất hòa hợp khi ngụy sở tới đón tô nhạc tan tầm thì cô đã vừa nói đùa với những nhân viên khác vừa thiết kế đồ án ngụy sở đứng ở cửa phòng kế hoạch nhìn tô nhạc cười đùa với nhân viên của anh còn những nhân viên của anh cũng vô cùng thân mật với tô nhạc ngay cả khi anh xuất hiện ở cửa phòng cũng không ai phát hiện ra là một tổng giám đốc anh nên thở dài vì chính mình bị coi như không tồn tại là một người đàn ông, anh nên tự hào về sức hút của người mình yêu. Cuối cùng cũng có người tin mắt phát hiện ra sếp lớn nhà mình đang đứng ở cửa, vì vậy vội vàng ho một tiếng nói, chào sếp. Những người vốn đang cười đùa lúc này cũng im bặt, quay đầu nhìn về phía cửa, những người vốn đang vụng trộm lên mạng hay lười nhát ngồi không toàn bộ đều ngồi thẳng nghiêm chỉnh, chỉ còn lại một mình tô nhạc cầm bản phát thảo thiết kế đứng tại chỗ. Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, nếu mọi người không còn việc gì khác thì nhanh tan tầm đi. Ngụy sở cười cười, sau đó nói với tô nhạc tô nhạc bây giờ em có bận không nếu không bận anh đưa em về mấy người ở đây đều trao đổi với nhau một ánh mắt đồng loạt đứng lên tỏ vẻ chính mình không còn việc gì nữa phải về nhà chưa tới một phút đồng hồ sau bên cạnh tô nhạc ngay cả nửa người cũng không thấy nữa nhìn bản thảo trong tay lại nhìn ngụy sở đang cười dịu dàng đứng ở cửa tô nhạc bất đắc dĩ gật đầu đi thôi hai người cùng nhau xuống lầu gặp phải một người không ngờ tới Tô Nhạc bình tĩnh nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, im lặng không nói gì. Tổng giám đốc Trầm. Ngụy sở khách khí bắt chuyện với Trầm Khai, nhưng đầu nhìn vẻ mặt Tô Nhạc rồi mới nói, hiện giờ đã là giờ tan tầm, có chuyện gì xin đợi tới giờ hành chính. Nữu nữu, nói chuyện với bố một lúc đi. Trong giọng nói của Trầm Khai có chút cầu xin, gương mặt vốn không thân thiết kia cũng có thêm vài phần đau buồn. Bố biết mấy năm nay bố đã sai, bố không có ý gì khác, chỉ muốn nói với con mấy câu thôi. Tô Nhạc nhìn đồng hồ đeo tay, dững dưng nói, được, chúng ta có một tiếng để nói chuyện. Nói xong, cô đột nhiên lại nói, tôi đi cũng với tổng giám đốc Ngụy, chắc ông cũng không để ý chứ. Có nhiều người ở đây, có lẽ người cha này của cô cũng không đến mức nói ra những lời quá đáng. Ngụy sở hiểu ý Tô Nhạc, tuy là một cái bóng đèn không phù hợp với phong cách của anh, nhưng những thứ như phong cách này, trên con đường theo đuổi bà xã đầy cam go cũng chỉ là phù vân không có thực, nhìn được nhưng không sờ được trong quán cà phê tô nhạc thả mấy viên đường vào trong cốc nhưng không có ý định cầm lên uống chỉ nghe trầm khai nói gì đấy về hối hận đấu tranh chờ trầm khai nói xong tô nhạc mới gật đầu được rồi những thứ này tôi đều đã biết trầm khai nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của tô nhạc trái tim lạnh dần không có những trách cứ giận dữ hoặc khổ sở như ông đã dự tính sự bình tĩnh này còn đáng sợ hơn tất cả hoặc một người cha như ông ở trong lòng con gái vốn chưa từng tồn tại vì vậy cũng không có chút địa vị nào. Ông ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Sở, đột nhiên mở miệng nói, "Tôi biết cậu thích nữu nữu, nhờ cậu sau này chăm sóc con bé, đừng làm chuyện vô liêm sỉ như tôi, cuối cùng tự tìm lấy kết cục này." Chương 34, chúng ta hãy thử xem đi. Trầm Khai vừa nói ra như vậy, vẻ mặt Tô Nhạc khẽ thay đổi, nhưng Ngụy Sở vẫn duy trì phong độ, "Cảm ơn tổng giám đốc Trầm nhắc nhở, cho dù ngài không nói tôi vẫn sẽ chăm sóc cô ấy thật cẩn thận." Tô Nhạc nghiêng đầu, Đưa mắt nhìn Ngụy Sở, anh có cần phải đồng ý một cách thuận miệng như thế không? Trầm Khai nghe ra trong lời nói của Ngụy Sở có sự che chở Tô Nhạc và vẻ bất mãn đối với mình, ông cười khổ một cái, không biết nên vui mừng hay nên cảm thấy xấu hổ. Đối với Tô Nhạc mà nói, ông chỉ là một người cha xa lạ và vô trách nhiệm mà thôi, những lời ông vừa nói quả thật chẳng có bao nhiêu tư cách, còn Ngụy Sở dùng thái độ đó đối với ông cũng không trách được. Ông cũng hơi cảm thấy may mắn vì Ngụy Sở dùng thái độ đó với ông. Ít nhất điều đó cũng chứng tỏ Ngụy Sở thật lòng quý trọng Tô Nhạc. Nữ nữ, năm đó bố. Trong lòng trầm khai vô cùng hối hận, nếu năm đó ông không ly hôn với Tô Nguyễn Tú, cuộc sống có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều, có con gái giỏi giang, có người vợ dịu dàng, năm đó ông phát điên thế nào mới biến chính mình thành bộ dạng thế này. Tô Nhạc uống một ngụm cà phê, hơi đắng, cô cười dửng dưng, "Chuyện năm đó của ông và mẹ tôi, tôi không có tư cách bàn luận." đáng tiếc hiện giờ ông lại không có tư cách tìm mẹ tôi ôn lại chuyện ngày xưa nữa ông cứ đi làm sếp lớn của ông đi tôi và mẹ tôi sống rất tốt mời ông đừng tới quấy rầy khóe môi trầm khai run run nhìn vẻ mặt con gái không vui không giận trước mặt không cách nào nói ra lời buổi tối tôi còn có việc phải làm hoan nghênh tổng giám đốc trầm hợp tác với bác sinh chúng tôi trong tương lai tô nhạc gật đầu đứng lên đi tới quầy ba thanh toán ngụy sở nhìn bóng lưng tô nhạc ánh mắt hướng về phía vẻ mặt chán nản của Trầm Khai. Ông Trầm, tôi cũng phải đi rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được. Lẽ loi ngồi lại bàn uống cà phê, Trầm Khai lấy tờ chi phiếu có rất nhiều nếp nhăn kia ra, con số 10 vạn phía trên khiến đáy lòng ông run rẩy. Ông đã hỏi thăm về lý lịch của tô nhạc, cô mới tốt nghiệp hơn một năm trước, vào làm trong một công ty liên doanh, sau đó lại vì bị đồng nghiệp sao chép đồ án mà từ chức, tiếp đó lại chia tay với cậu chủ nhà họ Trang, cuối cùng tới làm ở công ty đồ uống bách sinh này, trong thời gian ngắn như thế. Tô Nhạc tìm đâu ra 10 vạn tệ để trả cho tổng giám đốc. Kim Sở Tính cách nữ nữ thật giống mẹ, trầm khai thở dài, lại bỏ tờ chi phiếu nhăn nhúng vào trong túi áo, chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê. Xe chạy tới bên dưới nhà trọ, Ngụy Sở giúp Tô Nhạc mở cửa xe. Khi cô đang xuống xe, anh đột nhiên nói, Tô Nhạc, chúng ta hãy thử xem sao đi. Tô Nhạc dừng bước, quay đầu nhìn Ngụy Sở đang đứng bên cạnh chiếc xe, nhướng mày, thử. Ngụy Sở gật đầu, thử xem anh có thể làm bạn trai em hay không, anh bằng lòng có thời gian thử việc, thời hạn ngắn hay dài do em quyết định. Trước khi thử việc không phải nên phỏng vấn sao? Vẻ mặt tô nhạc không có gì khác thường, giống như chỉ đang nói đến chuyện thời tiết. Như anh mà còn cần phỏng vấn à? Nguy sở triệt để phát huy sở trường da mặt dày vô địch của đàn ông, anh có thể lái xe, có thể khiêng gạo, có thể trải giường, cũng có thể lau nhà, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, em muốn anh đi hướng đông, anh sẽ không đi hướng tây, Em muốn ra ngoài mua sắm anh sẽ đi cùng em, tuyệt đối là người bạn trai tốt nhất được các tạp chí tuyển chọn." Tô Nhạc ngẩn người, không ngờ một người như Ngụy Sở cũng có thể nói được những điều như vậy, một lát sau cô mới cười khúc khích ra tiếng, vẫy tay, "Lại đây em bảo." Ngụy Sở bước mấy bước tới trước mặt Tô Nhạc, cô khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ rất soi mói, nhìn từ trên xuống dưới, "Ừ, thân thể khỏe mạnh, tuổi vừa tầm, dáng dấp cũng được." Anh đang hưởng ứng lệnh triệu tập làm bạn trai không phải hưởng ứng lệnh triệu tập gia súc ngụy sở để kệ tô nhạc quan sát mặc dù bị lời nói của cô công kích nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên nét mặt cũng không có vẻ thẹn quá hóa giận tô nhạc thoáng rung động trong lòng đột nhiên cười nói được nói xong cô xoay người lên lầu ngụy sở chưa kịp phản ứng xem chữ được kia có ý gì khi không còn thấy bóng dáng tô nhạc nữa mới chợt hiểu ra anh vui mừng lấy điện thoại ra gọi tới số một người bạn đêm nay mấy anh em ra ngoài uống một ly tớ mời ngắt máy, Ngụy Sở vui rạo rực nghĩ, cách mạng cuối cùng cũng có kết quả rồi, rốt cuộc cũng thành công được một nửa, thật đáng mừng, cảm ơn ông trời. Khác với sự vui mừng không biên giới của Ngụy Sở, tâm trạng Tô Nhạc vô cùng phức tạp, cô đã qua cái tuổi chỉ cần vài câu dỗ ngon dỗ ngọt là có thể rung động, Ngụy Sở đối với cô rất tốt, cũng rất săn sóc, lúc đầu cô không suy nghĩ nhiều, nhưng cô cũng không ngốc đến mức đến giờ còn không nhận ra tình cảm của anh. Cô không hiểu vì sao nhân vật ưu tú như Ngụy Sở lại chú ý tới một người không tính là xuất sắc như cô, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe lời cô. Chuyện cổ tích về hoàng tử và cô bé lọ lem kết thúc ở lần thứ hai bọn họ gặp nhau, ai biết cuộc sống sau này của hoàng tử và cô bé lọ lem sẽ như thế nào. Ngụy Sở được coi là hoàng tử trong lòng phụ nữ, Tô Nhạc cô tuy không phải cô bé lọ lem, nhưng cũng chẳng với được tới đẳng cấp công chúa. Cô đã từng do dự, đã từng giả vờ như không biết nhưng cô không phải người con gái không dám yêu không dám hận chỉ là tiêu chuẩn về đàn ông của cô dựa trên thái độ đối với cuộc sống ổn định sau này ngụy sở đúng là có ưu điểm về cuộc sống ổn định này nhưng cũng còn rất nhiều ưu điểm thu hút những người phụ nữ khác hoặc là trói người đàn ông này đem về nhà mình hoặc là để người phụ nữ khác câu anh ta đi tâm trạng của cô vô cùng phức tạp nhưng khi nghe thấy ngụy sở nói bằng lòng có thời gian thử việc cô cũng hạ quyết tâm nếu sau này cô và ngụy sở chia tay cô sẽ không tìm tới cái chết mà nếu ngụy sở thật sự yêu cô, chính cô cũng có cảm tình với anh, vậy thì không thể để cho người phụ nữ khác trục lợi. cứ như vậy đi, đây là để thử ngụy sở, cũng là để thử chính mình. Đăng một chương tiểu thuyết mới, tô nhạc không cảm thấy buồn ngủ, lại đăng thêm hai nghìn chữ nữa, khiến cho độc giả đều kinh ngạc, hỏi xem cô có bị cái gì kích thích hay không. Cô đọc từng dòng hồi âm đáng yêu phía dưới, cười ra tiếng. nhìn đồng hồ, sắp rạng sáng đến nơi, cô trả lời một vài phản hồi rồi tắt máy tính, nằm lên giường tiện tay với lấy điện thoại trên đầu giường, trong đó có ba tin nhắn. Vừa rồi anh đi uống rượu cùng mấy người bạn, phát hiện rượu cũng tăng giá rồi. Phòng tranh đang triển lãm mấy bức tranh châm biếm rất thú vị, anh sẽ mua vé, ngày mai đưa cho em. Em ngủ rồi à, ngủ ngon nhé. Người gửi ba tin nhắn này đều là nguy sở, tô nhạc bỗng nhiên nhớ ra hiện giờ giường như mình không thể coi như không thấy nữa. Cô suy nghĩ một chút, gửi lại một câu vâng, chúc ngủ ngon, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Ngụy Sở đặt chai rượu lên bàn, một lượt nữa. Ánh mắt lại dừng trên màn hình điện thoại, nụ cười trên mặt có muốn giấu cũng không giấu được. Bạn thân, cậu không sao chứ, bị cái gì đã kích cà. Tào ngu đông lo lắng nhìn Ngụy Sở nâng cốc uống rượu như uống nước lã, do dự mở miệng, công ty phá sản à. Ngụy Sở chưa nói gì, Trần Húc ở bên cạnh đã đá Tào ngu đông một cái, miệng chó không phun được ngà voi, mi rủa ông đây thất nghiệp đấy à tớ thấy thế này là thất tình rồi, nhất định là sếp tỏ tình với tô nhạc, kết quả là bị từ chối, đúng không? Trầm lục trung gật đầu như hiểu ra, nhớ tới dáng vẻ của tô nhạc, người con gái cá tính như cô tô không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, không phải cậu dùng sai phương pháp rồi chứ. Hừ, tô nhạc kêu đại ca đi hướng đông, đại ca tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, làm sao dám dùng tiền dụ dỗ. Trần hút cầm chai bia uống một ngụm, chép miệng nói, cậu không nhìn thấy dáng vẻ đại ca trước mặt tô nhạc, đúng là không có tiền đồ. Không có tiền đồ cũng tốt hơn mấy gã độc thân các người, bà xã của tôi thì tôi thương, vì sao lại phải làm trái ý cô ấy. Ngụy Sở cẩn thận để điện thoại vào trong túi áo, sau đó mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hai người kia một cách miệt thị, đừng có dùng cái miệng quả đen ấy để nói chuyện của tôi. Cậu thì không độc thân chắc. Tào ngu đồng tăng âm lượng, cậu theo đuổi được Tô Nhạc rồi. Ngụy Sở cười uống một ngụm bia, ừ, có thể coi như vậy. Tuy nói là thử việc, nhưng một khi anh đã cắn vào thì nhất định sẽ không nhả ra biến quá trình thử việc trở thành chính thức con đường cách mạng tuy gian nan nhưng thành quả thắng lợi lại ngọt ngào vậy cậu còn làm bộ cái rắm ấy mấy người khác khinh thường liếc nhìn ngụy sở sau đó nghĩ tới ngày tô nhạc và ngụy sở kết hôn không biết địa vị thành viên trong gia đình sẽ như thế nào cậu phải thông cảm cho tâm trạng một người đi mấy tháng trên sa mạc đột nhiên uống được một giọt nước trần hút vỗ vai tàu ngu đông đại ca cũng đã rất vất vả rồi ngụy đại thần, nhân vật phong vân một thời, cuối cùng cũng bước một bước nằm xuống nắm mồ tình nhái, thật sự khiến anh em phải cảm khái, chị em phụ nữ phải bóp cổ tay thở dài. Sáng sớm hôm sau, khi tô nhạc xuống lầu, ngụy sở đã hớn hở lái xe đến chờ dưới lầu, trong tay còn cầm đồ ăn sáng, hoàn toàn là dáng vẻ thiếu niên trẻ tuổi đang cuồng nhiệt trong tình yêu. Không hiểu sao, những tâm trạng phức tạp trong lòng tô nhạc bỗng hóa thành nụ cười, cô nhận lấy bữa sáng trong tay ngụy sở để ngụy sở giúp cô thắt dây an toàn sau đó vui vẻ ăn sáng, còn Ngụy Sở chậm rãi lái xe. Bốn phía đều là những người đang vội vàng đi làm, chen lên phương tiện công cộng, đi xe máy, đi xe đạp, ai cũng vội vã. Tô Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai bên cạnh, gương mặt tuấn tú, khóe môi còn ẩn hiện nụ cười, trong xe vang lên tiếng đàn dương cầm du dương, cô bỗng nhiên nghĩ, cuộc sống như vậy cũng không tệ. Khi Tô Nhạc ăn sáng xong cũng đã gần tới công ty của cô, Tô Nhạc lấy ra một tờ chi phiếu, trên đó có ghi con số 10 vạn tệ. Ngụy sở biết tính cách tô nhạc, cũng không từ chối, đương nhiên lại càng không hỏi vì sao mới tốt nghiệp một năm mà tô nhạc đã có nhiều tiền như vậy. Anh tôn trọng tô nhạc, cũng giống như tô nhạc tôn trọng anh trong quá trình hợp tác của bác sinh và kim sở. Tới rồi. Ngụy sở dừng xe lại, cởi dây an toàn cho tô nhạc, đột nhiên hôn nhẹ lên môi cô, lát nữa em cứ trực tiếp tới tìm người của phòng kế hoạch, buổi trưa chúng ta cùng đi ăn nhé. Tô nhạc xuống xe, sờ sờ đôi môi ấm áp của mình, vừa rồi ngụy Sở chạm vào rất nhẹ, giống như lông chim lướt qua, nhưng không khỏi khiến trái tim cô có chút xúc động. Quả nhiên là mỹ nam kế hại chết người. Chương 35, tiến hành theo chất lượng. Mấy ngày gần đây, công nhân viên chức của Kim sở như chìm đắm trong làn gió xuân tươi mát, giám đốc các phòng ban cũng nghi ngờ có phải sếp lớn nhà mình đã ký được một hạng mục hợp tác siêu lớn hay không, đã vài ngày chưa phê bình ai, ngay cả số liệu viết sai cũng chỉ bị sếp nói hai câu rồi thôi. Những ngày tốt đẹp như vậy khiến họ thấp thỏm bất an, thậm chí còn có người nghi ngờ sếp lớn bị chúng ta. Chỉ có Trần Húc là vẫn giữ vẻ mặt bình thường xử lý công việc, ông sếp như thép khối đá tảng nhà mình đã mềm thành nước trong tay Tô Nhạc rồi, tâm trạng tốt cũng đúng thôi. Chỉ là, hàng mục hợp tác giữa bác Sinh và Kim Sở đã sắp hoàn thành, không biết khi Tô Nhạc đã trở về Bắc Sinh, thái độ của sếp có còn như gió xuân ấm áp nữa hay không. Một số nhân viên của Kim Sở đều đoán quan hệ của Tô Nhạc và sếp lớn nhà mình không bình thường làm cùng nhau một thời gian bọn họ bắt đầu cảm thấy sếp nhà mình thật tinh mắt cô tô này rất biết cách cư xử hơn nữa trong công việc không bao giờ dựa vào quan hệ với sếp nếu sai nhất định sẽ sửa nếu cảm thấy ý kiến của đối phương có lý nhất định sẽ dùng tô nhạc cũng không giống như loại phụ nữ thích dựa vào đại gia thích mặc quần áo đẹp mà là hoàn cảnh nào thì ăn mặc phù hợp với hoàn cảnh đó phong cách làm việc này khiến cho những cô gái vốn không thích cô cũng phải nể phục vài phần một cô gái khiến một chàng trai thích không khó Khó nhất chính là khiến những cô gái cùng độ tuổi cũng thích mình. Tính cách và phong cách xử sự, sự của Tô Nhạc đã khiến những nhân viên của Kim Sở nhận định cô là người thích hợp nhất với chức vị nữ chủ nhân của Kim Sở. Quả nhiên là sự theo ý kiến của chị Lưu sẽ tốt hơn nhiều. Tô Nhạc vui vẻ nhìn phương án mới, không chút che giấu thái độ chăm chỉ học tập những người đi trước, không có vẻ không hiểu còn giả vờ như đã hiểu, khiến bọn họ vô cùng thoải mái. Tiểu Tô Tô, xếp tới đón người kìa, đi mau đi bọn tớ đang chuẩn bị ăn đồ ăn vặt sếp ở đây bọn tớ ngại lắm ấy một nữ nhân viên cười cười treo chọc tô nhạc còn dùng ngón tay chỉ ra cửa tô nhạc nhìn ra ngoài cửa ngụy sở đã đứng đó nhưng không đi vào hiển nhiên là không muốn quấy rầy công việc của nhân viên trong phòng tô nhạc ra dấu bảo ngụy sở chờ một lát sau đó tiếp tục vùi đầu bàn với mấy người khác về một số ý kiến của mình lại sửa thêm vài chi tiết rồi mới đi ra ngoài chờ hai người đi rồi chị lưu mới nói vẻ tiếc nuối tô nhạc này là một nhân tài, đáng tiếc lại không phải người của kim sở chúng ta. Tuổi còn trẻ mà có năng lực làm việc như vậy đã là không tầm thường rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ là thôi. Nhân viên nữ vừa treo chọc tô nhạc cười ha ha, lấy một hộp sữa trong ngăn kéo ra uống một ngụm, sau này cô ấy sẽ thành bà chủ của chúng ta, vậy chẳng phải sẽ là người của kim sở hay sao? Những người khác cũng bật cười, chị Lương nhìn ra ngoài cửa, trong lòng có chút lo lắng, chị thật sự thích tô nhạc, nhưng đàn ông có tiền, hiện giờ tốt, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ tốt, nếu xếp phụ lòng Tô Nhạc, một cô gái phóng khoáng như vậy không biết sẽ biến thành người thế nào. Sau khi ăn cơm cùng người Sở, Tô Nhạc trở về nhà trọ của mình, sau đó lại nhận được điện thoại của bạn tốt Trần Nguyệt, hẹn cô cuối tuần cùng đi dạo phố. Được. Tô Nhạc kẹp điện thoại vào vai, hai tay đánh chữ, tớ tới nhà cậu a. À. Được, không có vấn đề gì, tớ ngắt máy đây, còn phải đuổi kịp bản thảo nữa những ngày vừa đi làm vừa viết bản thảo thật sự không quá thoải mái, cô phải dùng một nửa thời gian nghỉ ngơi để viết tiểu thuyết, đôi khi bận rộn đến nửa đêm, uống cà phê đắng ngắt cũng phải viết được 2.000 chữ. Trong mắt những người khác, người viết tiểu thuyết chỉ ngồi trong căn phòng tối tăm, một mình viết bản thảo, gõ chữ. Thực ra, rất nhiều tác giả có công việc, tiền lương mấy vạn, thậm chí hơn 10 vạn cũng có, tiền lương 2.000 cũng có, bọn họ chỉ vì yêu thích nên mới yên lặng ngồi ở nhà viết tiểu thuyết trong khi người khác ra ngoài chơi vui vẻ nhưng cũng may phần lớn độc giả đều là những người đáng yêu thỉnh thoảng có một hai người chê bai tô nhạc cũng không quá để ý dù sao những thứ tô nhạc viết không phải những quyển tiểu thuyết ngập trong màu hồng có người thích có người ghét cũng là chuyện bình thường đăng một chương mới xong tô nhạc cầm lên một quả táo đã rửa sạch vừa gặm vừa nhàn nhã đi đạo diễn đàn sau đó chờ tin nhắn của ngụy sở phần lớn là những lời vô bổ nhưng mỗi tối ngụy sở lại không biết mệt với hành vi ngốc nghếch này tô nhạc cảm thấy cô đang quen với một ngụy sở hoàn toàn mới người này trong mắt cô chính là một người đàn ông bình thường, những thứ thần bí hay tỏa sáng đều không còn, khiến cho tình cảm của cô đối với Ngụy Sở tăng lên không ít. Em phải đi ngủ rồi, ngủ ngon nhé. Tô Nhạc tắm rửa xong, thay quần áo, chúc Ngụy Sở ngủ ngon rồi mới đi ngủ. Ngụy Sở ngồi ở đầu giường, nhìn tin nhắn trên điện thoại, gương mặt lộ ra một nụ cười. Trên đầu gối anh đặt một chiếc máy tích, trong đó có một câu nói, tiến hành theo chất lượng, để người bạn thích dần dần quen với sự tồn tại của bạn. Anh Sơ Sơ Cầm, trang web này hình như cần người đầu tư, ý đồ hợp tác này có thể suy nghĩ. Thứ sáu, người Sở lái xe đưa Tô Nhạc tới dưới nhà Trần Nguyệt, nói một đống lời chú ý an toàn, còn nói nếu mua quá nhiều thì gọi anh tới cầm giúp rồi mới không cam lòng lái xe đi. Nhạc nhạc bé nhỏ, chủ nhân cái xe đắt tiền vừa mới đưa cậu tới là ai vậy? Đúng lúc Trần Nguyệt xuống lầu, kịp nhìn thấy chiếc xe màu đen vừa mới rời đi, nhất thời hứng thú nhìn Tô Nhạc. À, bạn trai thử việc của tớ. Tô Nhạc không che giấu, việc này cũng không cần giấu giếm với bạn tốt, cậu tìm chút thời gian, tớ bảo anh ấy mời cơm. Sao, hào phóng như vậy cơ à, là ai vậy? Trần Nguyệt vừa nghe đã thấy hứng thú, Tô Nhạc đã tìm được bạn trai mới, tuy có thêm hai chữ thử việc, cô cũng tự động bỏ quên. Cậu cũng quen. Tô Nhạc cười, đi cùng Trần Nguyệt tới bãi đổ xe, khi Trần Nguyệt đang mở cửa xe mới mở miệng nói, anh ấy là đàn anh trên chúng ta hai khóa, Ngụy Sở. Cái gì? trần nguyệt sập cửa xe rầm một cái kinh ngạc nhìn tô nhạc cậu thật sự túng được ngụy đại thần đấy à sai là cuối cùng anh ấy cũng làm tớ cảm động chú ý cách dùng từ của cậu trần thái hậu tô nhạc giúp trần nguyệt mở cửa xe sau đó ngồi vào ghế phụ được rồi đừng đờ người ra nữa còn muốn đi dạo phố nữa không tô nhạc con nhỏ trời đánh này ra đường phải cẩn thận một chút đừng để người ta hất nước sôi trần nguyệt ngồi vào ghế lái nghiến răng nghiến lợi nói hất nước sôi còn hơn tạc axit, tớ rất thỏa mãn. Tô nhạc nhe răng cười, đối với người đàn ông như ngụy sở, cô cũng có chút trung động, tuy chưa đến mức yêu nhưng chậm rãi ở cạnh nhau, cô thật sự rất chờ đợi. Trần Nguyệt thấy ánh mắt tô nhạc lấp lánh, trong lòng thoáng thả lỏng, dường như tô nhạc có cảm tình với ngụy sở, nếu ngụy sở có thể cho tô nhạc hạnh phúc thì không còn gì tốt hơn nữa. Chỉ cần có thể khiến tô nhạc hạnh phúc, người đàn ông kia có tiền hay không có tiền, đẹp trai hay không đẹp trai cũng chẳng có quan hệ gì cô cũng chỉ hy vọng bạn tốt sống vui vẻ mà thôi hai người đi dạo phố một lúc lâu từ cửa hàng quần áo tới cửa hàng giày sau đó lại tới cửa hàng trang sức rồi lại tới cửa hàng mỹ phẩm trần nguyệt mua được túi to túi nhỏ tô nhạc bị trần nguyệt ảnh hưởng cũng mua không ít lúc này hai người đang ngồi ở đại sảnh uống trà nửa sống nửa chết tô nhạc sách mới của cậu đã ra chưa trần nguyệt uống một ngụm trà tớ thấy có mấy tờ báo quảng cáo về sách mới của cậu có lẽ là rồi Tô Nhạc gật đầu, nhớ tới mấy ngày trước biên tập từng nói về số lượng tiêu thụ sách của cô, cô chậm rãi cầm tách trà lên nói, những chuyện này đều là của nhà xuất bản, tớ cũng không để ý lắm. Không phải tiểu thuyết của cậu sắp chuyển thành kịch bản phim sao? Trần Nguyệt không hiểu rõ về chuyện xuất bản này, thấy Tô Nhạc không có ý kiến gì, cũng không hỏi nhiều, uống một ngụm trà rồi nói, trang vệ còn tìm cậu không? Tô Nhạc thở dài, anh ta chỉ cảm thấy mất mát một chút thôi, người đàn ông này còn chưa lớn trần nguyệt vô cùng tán thành chính xác tên phú nhị đại này bị nhà hắn làm hư rồi nghĩ mọi việc đều theo ý thích của hắn tất cả mọi thứ trên thế giới đều là của hắn Tô nhạc cúi đầu không nói gì thời gian cô ở bên trang vệ không ngắn trang vệ cũng đối với cô rất tốt không biết đã thay đổi từ khi nào trái tim con người là thứ dễ thay đổi không phải người ta nói ánh trăng đại biểu lòng tôi sao ánh trăng chẳng phải cũng là thứ hay biến hóa đấy sao còn đang nghĩ đến cái tên vô liêm sĩ kia Trần Nguyệt thấy Tô Nhạc tỏ vẻ như vậy, hơi giận, cũng chỉ là một tên phú nhị đại mà thôi, sao có thể so được với Ngụy đại thần trẻ tuổi, đầy hứa hẹn, phong thái bức người, nhã nhặn, biết lùi biết tiếng. Tô Nhạc khinh thường liếc mắt một cái, Ngụy đại thần trong cảm nhận của cậu đã tan biến trong lòng tớ rồi. Đàn ông chỉ gỡ bỏ cái mặt nạ tinh anh trước mặt người mình thích thôi, cậu đừng quá đáng. Trần Nguyệt lườm Tô Nhạc, xoay người lấy từ trong túi sách ra một chiếc vòng cổ, phía trên là một hình tượng Phật bằng ngọc nho nhỏ, không lớn nhưng chất liệu vô cùng tốt. Đây là khai quan ngọc Phật tớ mua cho cậu, cầm lấy, miễn cho sau này lấy một đống vận rủi lên người tớ. Trần Nguyệt nhớ đến chuyện tô nhạc bị người khác sao chép đồ án, lại bị người ta đào góc tường, lập tức nhận định tô nhạc bị xui xẻo. Biết Trần Nguyệt mạnh miệng nhưng mềm lòng, tô nhạc nhận lấy đeo lên cổ, cười nói cảm ơn, trong khi quay đầu lại thấy trang vệ và một cô gái trẻ đi vào, phía trước bọn họ còn có hai đôi nam nữ trung niên, hai người trong đó tô nhạc có biết, chính là bố mẹ Trang vệ. Trần Nguyệt cũng nhìn thấy cảnh này, quán trà này trang trí đẹp nhưng rất đắt, không nhiều khách, vì vậy Trần Nguyệt dễ dàng nhận ra Trang vệ. Nhìn thế này, có vẻ như đi xem mặt. Trần Nguyệt nhìn về phía Tô Nhạc, vẻ mặt Tô Nhạc vẫn như bình thường, Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa thở hết một hơi đã thấy Trang vệ đi về phía này, còn bố mẹ Trang vệ cũng đang nhìn lại đây. Chương 36, thủ đoạn mềm dẻo. Tô Nhạc cảm thấy ánh mắt bố mẹ Trang vệ nhìn mình có chút phức tạp ngày đó cô đã từng gặp hai người tính cách của bọn họ rất nghiêm túc cũng là người vô cùng lễ nghĩa ông trang trước kia chỉ là một thợ mộc sau đó ông mở một xưởng sản xuất tư nhân tiếp đó càng làm càng lớn cho tới khi có quy mô như hiện nay xưởng sản xuất trước kia cũng biến thành một công ty chuyên chế tạo những loại dụng cụ sinh hoạt nhìn thấy tô nhạc hai người có chút mất tự nhiên họ biết tính cách con trai mình ngày đó bọn họ rất hài lòng về tô nhạc cũng tin tưởng tô nhạc sẽ làm tốt vai trò bà chủ gia đình chỉ không ngờ con trai nhà mình lại làm chuyện chân đạp hai thuyền khiến cho lớp già bọn họ thật mất mặt mà hoàn cảnh xem mặt hiện giờ lại để cho tô nhạc nhìn thấy bọn họ càng nghĩ càng khó xử chào cô chú tô nhạc thấy khoảng cách giữa cô và bọn họ rất gần đành phải đứng dậy bắt chuyện với hai người mặc dù trong lòng cô ghét bỏ trang vệ nhưng là một vạn bối cô vẫn tôn trọng bọn họ tiểu nhà ca bà trang xấu hổ cười cười cháu cũng tới đây uống trà sao vâng ạ à, Cuối tuần nên cháu cùng bạn tới đây uống trà, mua sắm một số thứ. Tô Nhạc cười với bà Trang, lại nhìn cô gái bên cạnh, vẻ ngoài rất thanh tú, vì vậy nhận tiện nói, hiện giờ cô chú có việc phải không ạ, à, vậy cháu không quấy rầy hai người nữa, lát nữa cháu và bạn cũng phải đi. Đúng là có chút việc. Bà Trang ngần ngại cười, nói thêm một câu, sau này nếu có thời gian thì tới nhà cô chơi nhé. Nói xong, bà lập tức ý thức được lời nói của mình không ổn, nhưng đã nói ra nên cũng không tiện rút lời chỉ cần cô chú không chê, sau này có thời gian, cháu nhất định sẽ tới quấy rầy hai người. Tô Nhạc nghĩ không cần phải làm hai người này khó xử, vì vậy cười cười cho qua chuyện. Thấy Tô Nhạc như vậy, hai người càng ngấy nấy, Tô Nhạc đã mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, phối hợp với một bộ âu phục thời trang, ăn mặc tuy đơn giản nhưng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tốt hơn nhiều so với cô gái không biết gia đình dạy dỗ như thế nào kia, cũng không hiểu con trai mình đầu óc choáng váng thế nào lại làm ra loại chuyện như thế. Bà Trang cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiểu được phụ nữ sẽ tổn thương thế nào nếu gặp phải loại chuyện này. Hiện giờ tô nhạc bằng lòng cười gọi bà một tiếng cô cũng là may mắn lắm rồi. Tô nhạc Trang vệ thật sự không ngờ sẽ gặp phải tô nhạc ở đây, thấy cô vẫn lễ phép khách sáo với bố mẹ mình, không khỏi giật mình mở miệng nói, hai ngày trước anh có gọi điện cho em, vì sao lại không gọi được, em không sao chứ. Tô nhạc miễn cưỡng công khóe miệng thành một nụ cười, cảm ơn cậu Trang quan tâm, tôi chỉ thay số điện thoại thôi. Trang vệ nghe vậy, sắc mặt thật khó coi, người ta đổi số lại không nói cho mình thế này nghĩa là thế nào anh nhìn bên cạnh tô nhạc để không ít đồ đạc những thứ này đều không phải những thứ rẻ tiền anh không hiểu nhớ lại quần áo và giày dép tô nhạc từng mua tuy không phải hàng hiệu nổi tiếng nhưng cũng là những thứ không tệ anh lại chưa từng hỏi tiền của tô nhạc ở đâu ra anh nhớ khi còn học đại học tô nhạc mời anh tới một nhà hàng rất đắt tiền là đồ ăn pháp mà anh thích lý do lúc ấy là thế nào hình như tô nhạc nói làm ăn lời được hơn hai vạn tệ nhưng anh cũng quên không hỏi tô nhạc hai vạn đó từ đâu mà ra có lẽ trước nay tô nhạc đều sống rất tốt chỉ có anh là chưa từng thật sự quan tâm tới cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trang phục này không hợp đồ trang sức kia không nên đeo khi anh đưa cô tới những buổi gặp mặt quan trọng anh biết tô nhạc là một người con gái mạnh mẽ vì vậy nhắc nhở mình không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tô nhạc cuối cùng lại thành chỉnh mãn ông bà trang ông bà dương hôm nay thật khéo sau khi biết tô nhạc đang uống trà ở đâu lại nghe tô nhạc nói đã mua rất nhiều thứ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngụy sở vẫn quyết định tới đón tô nhạc, không ngờ vừa bước vào đây đã nhìn thấy người nhà họ Trang và họ Dương, nhìn thế này có vẻ như Trang vệ định xem mặt con gái nhà họ Dương. Tổng giám đốc ngụy Ông Trang nhìn thấy ngụy sở, nét mặt lộ ra vài phần kính nể, tuy tuổi ông hơn ngụy sở rất nhiều, nhưng hiện giờ việc làm ăn của nhà họ Trang quả thật không thể so với công ty của ngụy sở, thật không ngờ tổng giám đốc ngụy cũng tới uống trà, chi bằng ngồi cùng chúng tôi đi người nhà họ Dương nghe vậy cũng phụ hòa theo, trên thương trường có nhiều quan hệ vẫn tốt hơn. Không cần, tôi chỉ tới đón bạn gái thôi. Ngụy sở cười ôn hòa, con gái mà, nhìn thấy thứ gì đẹp đều muốn mua, tuy không có thời gian đi cùng cô ấy nhưng tới đón cô ấy, giúp cô ấy xách đồ, làm lái xe thì không có vấn đề gì. À, ông Trang cười nói, không biết con gái nhà ai mà được tổng giám đốc săn sóc như vậy, mấy người già cả chúng tôi cũng muốn gặp một lần. Ông Trang thật biết nói đùa ông Dương có thể không biết bạn gái tôi, nhưng ông nhất định là biết. Nói xong, anh đi tới bên cạnh tô nhạc, cầm lấy tay cô, tôi cũng không ngờ ông Trang lại biết nhạc nhạc, đây đúng là duyên phận. Khi nghe tới hai chữ nhạc nhạc, tô nhạc rùng mình một cái, nhưng tay lại bị người ta nắm càng chặt, cô yên lặng nhìn bức vẽ hoa mẫu đơn trên tường. Hai người lớn nhà họ Trang nhìn ngụy sở một lát, lại nhìn con trai nhà mình một lát, trong lòng hiểu rõ con trai nhà mình không còn đất diễn nữa, làm cha mẹ tuy đều thiên vị con cái mình, nhưng thật sự không thể so con trai với người đang đứng trước mặt này được. Nhạc nhạc, em cũng đừng đứng nữa. Nguy sở cười để tô nhạc ngồi xuống sông mới vừa cười vừa nói với mấy người kia, phải chăng ông bà Dương và ông bà Trang có chuyện cần nói, có phải chúng tôi đã quấy rầy mọi người không? Không có, không có. Ông Dương nghe vậy vội vàng cười khen ngợi tô nhạc, bạn gái tổng giám đốc Nguy thật đẹp, thảo nào tổng giám đốc lại dịu dàng chăm sóc như thế. Bạn gái của mình đương nhiên còn phải thương yêu gấp bội, mình đặt cô ấy trong tim, làm cô ấy đau lòng chẳng khác nào làm chính tim mình đau." Ngụy Sở cười nói. Tô Nhạc nghe xong câu này, trong lòng thoáng rung động, những lời này có thể mượn để viết vào tiểu thuyết. Câu nói này thật sự rất tình cảm, ngay cả trái tim cô cũng không nhịn được mà đập nhanh hơn hai nhịp. Quả nhiên lời ngon ngọt có lực sát thương, mà lời ngon ngọt của đàn ông tốt còn có lực sát thương hơn gấp bội. Trần Nguyệt ở bên cạnh nhìn sắc mặt Trang Vệ càng lúc càng thảm hại, cô đặt tách trà trong tay xuống trong lòng cảm khái nghĩ, rõ ràng là anh Ngụy chẳng nói chuyện gì quá đáng, vì sao cô lại cảm thấy lời này của anh Ngụy có sức công phá vô cùng mạnh mẽ đối với loại đàn ông cặn bã như Trang Vệ nhỉ? Quả nhiên dùng thủ đoạn mềm dẻo, giết người không thấy máu mới là biện pháp hay. Ngụy Sở cũng không muốn để Tô Nhạc tiếp tục ở lại đây, anh nhìn về phía Trần Nguyệt, "Đàn em, còn muốn uống trà nữa không? Anh gọi người mang thêm một ấm trà mới đến." "Không cần, không cần, em uống xong rồi." Trần Nguyệt thu cánh tay vừa định cầm lấy cốc trà về, cười gượng nói, uống quá nhiều trà không tốt cho làn da, không tốt. Quả nhiên dưới loại câu hỏi dịu dàng này của anh Ngụy, cô cũng không có bất kể sức phòng ngữ nào. Tay phải cầm mấy túi, tay trái cầm mấy túi, thậm chí Ngụy sở còn theo nguyên tắc bạn của bạn gái cũng phải chăm sóc cẩn thận, cầm lấy hơn một nửa số đồ đạc Trần Nguyệt đã mua, trong khi Trần Nguyệt còn đang bất ngờ, Ngụy sở đã lên tiếng chào nhà họ Trang và nhà họ Dương, dù cầm theo túi lớn túi nhỏ vẫn không ảnh hưởng tới phong thái tinh anh. Người đàn ông tốt nhất trên đời nha." Trần Nguyệt nhìn bóng lưng Ngụy Sở, cảm thán trong lòng, người như Ngụy Sở lại bằng lòng làm cu li cho Tô Nhạc, thậm chí cả đồ của cô cũng đồng ý cầm giúp, không mảy may cảm thấy loại đàn ông tuấn tú nhiều tiền như mình khác với những người đàn ông bình thường khác. Không tỏ vẻ khoe khoang của kẻ có tiền trước mặt bạn bè của bạn gái, cũng không ra vẻ kênh kiệu của đại thần, một người đàn ông như vậy lại bằng lòng làm những chuyện này cho Tô Nhạc, nếu nói tình cảm của anh đối với Tô Nhạc không sâu đậm, đánh chết cô cũng không tin cô lại nghiêng đầu nhìn tô nhạc không biết làm việc nhà không thích nấu cơm ghét phải rửa bát có khuynh hướng theo chủ nghĩa nữ quyền diện mạo tuy đẹp nhưng cũng chẳng phải mỹ nữ tuyệt thế cô không khỏi lắc đầu đại thần cũng có khuyết điểm ví dụ như ánh mắt nhìn người quá kém cỏi tô nhạc cầm theo một chiếc túi xách nhỏ theo ngụy sở ra khỏi quán trà híp mắt cười nhìn trần nguyệt kinh hoàng nhận lấy mấy thứ từ tay ngụy sở ngờ ngác đứng bên cạnh cửa xe của mình cười gượng anh ngụy cảm ơn rất cảm ơn ạ à không có gì em là bạn tô nhạc thì cũng là bạn anh rất cảm ơn em ngày thường đã chăm sóc tô nhạc thái độ của ngụy sở đối với trần nguyệt rất ôn hòa khiến cho trần nguyệt được quan tâm quá mà cảm thấy hoảng hốt thực ra cô không biết ngụy sở chỉ đang cảm ơn sự chăm sóc và giữ gìn của cô đối với tô nhạc mà thôi một tình bạn chân thành không đổi tô nhạc có người bạn như vậy chăm sóc anh thật lòng muốn cảm ơn đại thần này à không phải anh ngụy này anh nhìn vạn lần đừng nói vậy tô nhạc là bạn em em giúp đỡ con bé là đương nhiên, ngày đó khi em gặp phải chuyện phiền phức, Tô Nhạc là người đầu tiên và cũng là người duy nhất thật lòng giúp đỡ em, khi đó em không cần nói cảm ơn với Tô Nhạc, hiện giờ Tô Nhạc cũng không cần nói cảm ơn với em. Thái độ của Trần Nguyệt vô cùng nghiêm túc, nhìn Tô Nhạc đứng cách đó 10 bước, trước đây em vẫn lo lắng trang vệ không thể hiểu rõ Tô Nhạc, kết quả cuối cùng là hai người chia tay. Em không cần anh nói cảm ơn em, chỉ hy vọng anh có thể đối xử tốt với con bé, đừng nhìn bình thường con bé có vẻ vô tâm chỉ là bề ngoài kiên cường, bên trong yếu đuối mà thôi. Anh cũng đừng giống một số gã đàn ông vô liêm sĩ khác, cho rằng một cô gái kiên cường sẽ không bị tổn thương, còn nhìn một cô nàng mảnh mai yếu đuối chỉ thích khóc lóc sẽ đau lòng. Nếu anh như vậy, cho dù anh từng là thần tượng của em, em cũng sẽ đánh cho đến khi anh tỉnh lại. Nguy sở nghe những lời này xong càng thật lòng thích Trần Nguyệt, anh gật đầu, sẽ không, cô gái khác có yếu đuối thế nào cũng là chuyện của cô ta, tô nhạc dù có kiên cường hơn nữa cũng là chuyện của anh, nếu anh phụ lòng tô nhạc, dù em có tạc axit, anh cũng không khởi tố. Trần Nguyệt gật đầu, vậy là tốt rồi. Đại thần dù có tốt đẹp thế nào chăng nữa cũng không bằng được bạn bè mình, vì vậy, trên phương diện này, Trần Nguyệt rất cương quyết. Tô Nhạc thấy hai người trò chuyện sắp xong mới cười đi tới bên cạnh, tớ nói này, hai người tưởng axit có thể tùy tiện tạc hay sao, chưa nói đến chuyện khó mua, nhỡ may hất đến chính mình thì sao. Trần Nguyệt liếc mắt khinh thường, còn nhóc vô tâm, đứng sang một bên, chỉ đây lười nói chuyện với mi. Tớ còn định nói với cậu, quyển tiểu thuyết cậu thích tớ đã nhờ tác giả ký và gửi đến chỗ tớ rồi, nếu cậu không cần nữa thì tớ giữ lại cho mình vậy. Đừng, chẳng phải chỉ đùa chút thôi sao, bạn yêu, chúng ta là ai chứ? Ngụy Sở đứng cách mấy bước, kiên nhẫn nhìn hai cô gái liếc mắt đưa tình. Sau khi Trần Nguyệt lái xe đi, Tô Nhạc ngồi vào xe Ngụy Sở, trong xe đang mở bài hát cô thích nhất, cô nở nụ cười, nhiên đầu nói với Ngụy Sở, ấn tượng tăng lên không ít, đồng chí cần tiếp tục cố gắng ngụy sở nhìn sang phía tô nhạc thấy vành tai cô ửng hồng tôi tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của tổ chức chương 37, kẻ thứ ba trầm khai không trở lại tìm tô nhạc tô nhạc cũng không hơi đâu tự tìm rắc rối nhưng cô vẫn cố ý giấu chuyện này không nói cho mẹ già nhà mình nghĩ tới người mẹ mấy ngày nay lại đi du lịch tô nhạc không muốn chuyện này ảnh hưởng tới tâm trạng của mẹ việc hợp tác giữa bác sinh và kim sở đã tiến đến giai đoạn hoàn thành Tô Nhạc cũng yên tâm, còn một số vấn đề về phân chia kinh tế và lợi ích cho từng công ty, cô không thể tự quyết định nên giao lại cho giám đốc Giang Đình phụ trách, cô chỉ cần thẩm tra đối chiếu với kế hoạch là được. Mấy ngày nay cô không tới văn phòng của Kim Sở nữa mà ở lại bác sinh xử lý một số chuyện. Thỉnh thoảng, sau khi tan tầm, cô lại cùng Ngụy Sở ra ngoài dùng cơm, xem phim, cảm giác cũng không tệ. Cô cũng không thích loại tình yêu tràn đầy nhiệt huyết như trên truyền hình, cứ thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Tô nhạc, em tới phòng làm việc của chị một lát. Giang Đình từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm mấy tập tài liệu, khi đi qua Tô Nhạc, chị có chút do dự, cuối cùng vẫn gọi Tô Nhạc lại. Tô Nhạc giật mình trong lòng, nghĩ rằng chuyện hợp tác với Kim Sở xảy ra vấn đề, cũng không còn tâm trạng suy nghĩ xem bữa trưa phải ăn gì nữa. Sau khi theo Giang Đình vào phòng làm việc, cô không nghe thấy những câu trách cứ như trong dự đoán, ngược lại còn nhận được vài câu khen ngợi, điều này khiến cho Tô Nhạc an tâm hơn nhiều kiên nhẫn ngồi xuống chờ Giang Đình nói đến trọng điểm. Trước đó vài ngày chị muốn tìm một trợ lý, nhưng vẫn không tìm được người phù hợp. Nếu em không ngại, có thể làm trợ lý của chị một thời gian không? Giang Đình không che giấu sự khen ngợi của mình đối với Tô Nhạc. Năng lực làm việc của em không tệ, chị hy vọng em sẽ học được nhiều hơn. Sau này bách sinh có lẽ sẽ có nhiều vị trí thích hợp với em hơn. Tô Nhạc không ngờ chuyện được cấp trên khen ngợi còn có ý tứ sâu xa như vậy. Nghe Giang Đình nói, cô có chút xấu hổ trong lòng hiểu rõ đây là một cơ hội tốt để phát triển trong tương lai, cảm ơn giám đốc. Giang Đình rất hài lòng đối với thái độ của Tô Nhạc, gật đầu nói, sau này em chuyển tới phòng trợ lý bên cạnh phòng làm việc của chị, căn phòng đó hơi nhỏ một chút nhưng chỉ thuộc về một mình em. Em hiểu à, cảm ơn chị, giám đốc. Tô Nhạc thật lòng cảm ơn Giang Đình, dù sao cô và Giang Đình không có quan hệ cá nhân, bình thường cũng không thường xuyên qua lại, Giang Đình bằng lòng dẫn dắt cô, chỉ bảo cho cô, đối với Tô Nhạc mới có hơn một năm kinh nghiệm làm việc mà nói thì chuyện này là một chuyện vô cùng may mắn. Không cần cảm ơn, chị chỉ có một yêu cầu với em, cố gắng học tập, sau đó là một trợ lý xứng đáng với chức vị. Giang Đình mỉm cười, gặp tập tài liệu trong tay lại, giờ em đi thu dọn đồ đạc chuyển vào phòng làm việc mới đi, hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nói xong, chị lấy một chiếc chìa khóa từ trong ngăn bàn ra đưa cho Tô Nhạc, đây là chìa khóa phòng làm việc của em. Em cảm ơn. Tô Nhạc đưa hai tay nhận lấy chiếc chìa khóa, cảm thấy lòng bàn tay hơi nóng lên, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng, nói cảm ơn xong lập tức chuẩn bị đi ra, nhưng lại bị Giang Đình gọi lại lần nữa. "Tô Nhạc, em biết Đàm Vi không?" Giang Đình đột nhiên mở miệng hỏi. "Đàm Vi?" Tô Nhạc không có một chút ấn tượng đối với cái tên xa lạ này, ngờ ngác nhìn Giang Đình, không biết người này thì có liên quan gì tới mình, người này làm sao ạ? À? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Tô Nhạc, Giang Đình ngừng lại một chút, "Thì ra em không quen, không có gì, chỉ là hai ngày nay chị tới Kim Sở, thấy quan hệ cô ấy và tổng giám đốc Kim Sở dường như không tệ, nghĩ rằng em có biết." "Thì ra là vậy." Tô Nhạc cười ra khỏi phòng làm việc của Giang Đình. Cô hiểu tính cách của Giang Đình, người phụ nữ này không thích xen vào việc của người khác, mà quan hệ của cô và Ngụy Sở, có lẽ Giang Đình đã nhìn ra được phần nào. Vậy Giang Đình nói cho cô chuyện của Đàm Vi này và Ngụy Sở là muốn bảo mình nên để ý người này một chút sao? Sức hấp dẫn của Ngụy Sở lớn thế nào, cô rất rõ ràng, có người phụ nữ khác thích anh cũng không phải chuyện không thể hiểu được. Tô Nhạc lấy di động ra rồi lại để lại vào túi. Hiện giờ, cô tra hỏi hay dò xét đều được, nhưng nếu một người đàn ông đã muốn ngoại tình, cho dù người phụ nữ kia có khóc lóc, có náo loạn, tất cả đều vô dụng. Chỉ cần coi đây là cái gương một chiều là được, nhìn xem Ngụy Sở thật lòng với cô hay còn đông đưa trước mặt người phụ nữ khác. Dưới ánh mắt vô cùng hâm mộ của đồng nghiệp, cô chuyển đồ đạc cá nhân vào phòng làm việc mới sắp xếp công việc chưa lâu đã tới giờ tan tầm đúng lúc này điện thoại của tô nhạc cũng vang lên là điện thoại của ngụy sở gọi cô tới kim sở chờ anh về cùng tô nhạc suy nghĩ một chút không từ chối cầm túi sách đi tới kim sở vừa bước vào kim sở đã có một số người quen tới chào hỏi còn có hai người như vô ý nhắc tới cô đàm đó cô cười bước vào thang máy ấn số tầng đợi cửa đóng vào xong nụ cười trên mặt tô nhạc cũng dần tan biến nhiều người nhắc tới đàm vi như vậy còn dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình chứng tỏ giữa đàm vi và ngụy sở nhất định có chuyện chỉ không biết chuyện này thuộc về một người hay là hai người tới tầng có phòng làm việc của tổng giám đốc không có ai chờ tô nhạc đến vì vậy cô cũng không tùy tiện mà đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc cô đứng trên hành lang nhìn thế giới bên ngoài qua lớp cửa kính thế giới ấy như giả tạo rồi cũng như rất chân thực tô nhạc chị đứng ngoài làm gì sếp đang chờ chị trong phòng làm việc đấy. Trần Húc nhìn thấy tô nhạc, vẻ mặt rõ ràng rất vui vẻ, giống như không có bất cứ chuyện gì phải chột dạ hay che giấu, vừa nói còn vừa gõ lên cánh cửa phòng tổng giám đốc bên cạnh, sếp, chị tô tới rồi. Cửa mở ra rất nhanh, người mở cửa chính là người sở, tô nhạc thấy ánh mắt anh nhìn về phía mình rõ ràng rất hào hứng, không có chút bất an hay xấu hổ. Tô nhạc liếc mắt nhìn thấy phía sau anh còn có một cô gái. Cô gái này khoảng 24 tuổi, trang điểm tinh tế, tóc dài gần sóng, trang phục trên người cũng rất bắt mắt. Khi tô nhạc nhìn cô ấy, cô ấy cũng đang nhìn tô nhạc. Tiểu nhạc, vì sao em lại đứng bên ngoài? Không phải anh đã bảo em cứ tới thẳng phòng làm việc của anh sao? Ngụy sở đi tới trước mặt tô nhạc, cầm lấy tay cô, xoay người nói với cô gái phía sau, Đàm Vi, đây là bạn gái mình, tô nhạc. Sau đó, Ngụy sở lại nói với tô nhạc, tô nhạc, đây là bạn học cấp 3 của anh, Đàm Vi. Tô Nhạc thấy khi Đàm Vi nghe tới hai chữ bạn gái, nét mặt khẽ thay đổi, còn một tên con trai nào đó đang cầm tay cô vẫn mỉm cười vui vẻ, giống như không nhìn thấy sắc mặt bạn học cấp 3 của mình đã trắng bệch. Chị Đàm, xin chào. Tô Nhạc vươn tay ra. Chào cô Tô. Đàm Vi cười lễ phép, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng lễ nghĩa vẫn không hề quên. Cô quan sát Tô Nhạc thêm một lúc rồi mới nói, vài ngày trước mấy người bạn học của còn treo đùa ngụy sở không có bạn gái, không ngờ hôm nay bên cạnh cậu ấy đã có một người bạn gái đẹp như thế này nói xong cô bắt tay với tô nhạc chị đàm quá khen rồi tô nhạc thu tay về trước mặt chị đàm em có phần tự ti cô tô không cần phải khách sáo như vậy đàm vi khách khí nói với tô nhạc vài câu sau đó nói mình có việc ra về trước sau khi đàm vi đi tô nhạc mỉm cười nói với ngụy sở em đi rửa tay một lát anh có chuyện gì thì cứ xử lý đi không cần quan tâm tới em nhìn bóng lưng tô nhạc biến mất ở chỗ rẽ trên hành lang trần húc bước vài bước tới bên cạnh ngụy sở mở miệng có chút do dự đại ca anh nghĩ xem có phải tô nhạc biết chuyện đàm vi thích anh rồi không ngụy sở liếc mắt nhìn trần húc chậm chạp hỏi ngược lại đàm vi thích tôi từ khi nào ok đại ca anh lợi hại trần húc bất lực liếc mắt nhìn ngụy sở bí hiểm nói nhưng đại ca này anh nhìn vạn lần đừng coi thường trí thông minh của phụ nữ rất nhiều chuyện bọn họ ai cũng biết chỉ khác nhau ở chỗ có nói ra hay không thôi. Ngụy sở chỉ nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Trong toilet, tôi nhạc nhận được điện thoại mời đi ký sách mới, thành phố S có một hội chợ sách, ban tổ chức muốn mời cô tới tham gia buổi ký tặng, giọng điệu của đối phương vô cùng khẩn thiết, nhất thời cô cũng không có cách nào từ chối. Kết quả là bây giờ biên tập cũng gọi điện tới bảo cô đi, cô đành phải đồng ý. Những tiểu thuyết như thế này vốn là văn hóa ăn liền, tham gia hội chợ sách quả thật có lợi với chính mình nhưng cô không thật sự thích cảm giác cột thế giới tiểu thuyết và đời thật vào với nhau, cảm thấy hai thứ đó không xuất hiện cùng nhau mới là hay nhất. Ra khỏi toilet, Ngụy Sở đã sắp xếp công việc xong, hai người cùng nhau xuống lầu, cho đến khi đã ngồi trên xe, Tô Nhạc cũng không hỏi chuyện liên quan tới Đàm Vi, giống như Đàm Vi thực sự chỉ là một người bạn học cấp 3 bình thường của Ngụy Sở mà thôi. Cho tới khi xe dừng dưới lầu, Tô Nhạc mới mở miệng nói, từ thứ sáu tới chủ nhật tuần này có khả năng em sẽ phải tới thành phố S, Kế hoạch cuối tuần của chúng ta có lẽ phải hủy bỏ rồi. Không sao, chuyện của em quan trọng hơn. Ngụy Sở không lưng giúp Tô Nhạc cởi dây an toàn, rồi lại hỏi, "Cần anh đưa em tới thành phố S không?" "Không cần đâu, vé máy bay đã có người đặt giúp em rồi." Tô Nhạc cố gắng không nói cho Ngụy Sở biết nhiều về chuyện viết tiểu thuyết của mình, cô cảm thấy mặc dù tình cảm hiện tại của hai người đã tốt đẹp hơn nhiều, nhưng chưa đến mức không có gì giấu nhau, đối với Ngụy Sở, trong lòng cô vẫn có chút bất an. Vậy được, em đi đường cẩn thận, có chuyện gì nhớ phải gọi điện cho anh." Ngụy Sở cười bao dung, giúp Tô Nhạc mở cửa xe, lên lầu đi nghỉ sớm một chút. "Vâng, anh cũng nghỉ sớm nhé." Tô Nhạc xuống xe, xoay người nhìn về phía Ngụy Sở, đối phương đang mỉm cười ôn hòa, mà trong mắt là tình cảm không hề che giấu. Tô Nhạc thu hồi ánh mắt, cố gắng khống chế trái tim đang đập rất nhanh của mình, hiện giờ, cô chọn cách tin tưởng Ngụy Sở dù sao tình cảm không phụ thuộc vào chuyện có người khác xuất hiện hay không, mà phụ thuộc vào thái độ của người trong cuộc. Vì vậy, cô sẽ chờ thái độ của ngụy sở, sau đó sẽ chọn thái độ của chính mình. Chương 38, Tôn trọng tình yêu Ngày ngụy sở tới tiễn tô nhạc là một buổi sáng có mưa, tô nhạc mặc một chiếc quần jean sáng màu, trên người mặc một chiếc áo sơ mi nhạc màu, mái tóc bình thường hay cột lên nay đang rủ xuống hai vai, hơi cong cong, đem lại cảm giác thật khác biệt. Anh nhìn tô nhạc đi đăng ký, sau đó biến mất sau cánh cửa. Trên đường đi, Tô Nhạc luôn luôn nói cười, nhưng Ngụy Sở lại cảm thấy dường như Tô Nhạc đang chờ một cái gì đó. Chỉ cần cô trở về từ thành phố S sẽ có một kết quả. Bạn thân của anh từng nói, người thích Tô Nhạc nếu thiếu kiên định sẽ vô cùng vất vả. Trong quá trình theo đuổi Tô Nhạc, anh không cảm thấy vất vả, mà chỉ mang theo cảm giác kỳ vọng và thích thú. Càng hiểu về Tô Nhạc, anh càng cảm thấy một người con gái như cô thật hiếm có. Trong suy nghĩ của người khác, cô có thể là một cô gái kiên cường, không bị tổn thương, nhưng trong mắt anh, tô nhạc không khác gì những cô gái khác, cô chỉ thông minh hơn và hoàn mỹ hơn. Anh là đàn ông, nhưng ghét một người đàn ông vì một người phụ nữ mềm yếu mà tổn thương người con gái anh ta vốn nên bảo vệ, rồi mượn cớ rằng người đó không dễ dàng bị tổn thương. Thật ra, người đàn ông như vậy là đáng hổ thẹn nhất, một cái cớ như vậy cũng là một thứ khiến người ta chán ghét nhất. Chính mình chân trong chân ngoài, rồi lại sợ đạo đức và lương tâm lên án lợi dụng danh nghĩa thiện lương giao trái tim mình cho một người phụ nữ khác còn trách người con gái bên cạnh mình quá kiên cường bởi vì em quá kiên cường còn người con gái kia không có anh không thể sống được vì vậy anh phải chăm sóc cô ấy anh là đàn ông nên càng hiểu được suy nghĩ đáng xấu hổ đó của đàn ông nhưng anh không muốn làm như vậy người anh yêu cho dù có kiên cường thế nào cũng là người duy nhất trong lòng anh những người khác dù có yếu đuối có đáng thương chuyện đó và anh chẳng liên quan gì người mà anh yêu cuối cùng sẽ chỉ có một mình tô nhạc lái xe rời khỏi sân bay người sở nhận được điện thoại của đàm vi mời anh buổi trưa cùng ăn cơm anh đồng ý trên máy bay tô nhạc ngồi cạnh hành lang dãy bên phải ở dãy bên trái đối diện có một đôi nam nữ cô gái trẻ dựa đầu lên ngực người con trai mà ngủ người con trai cẩn thận đỡ cô gái tay trái lật một quyển tạp chí động tác rất nhẹ tô nhạc nhìn thấy hình ảnh như vậy đột nhiên nở nụ cười cô luôn tin tưởng sự đẹp đẽ của tình yêu, chỉ hoài nghi tính lâu dài của nó. Nhớ tới vẻ mặt ngập ngừng của Trần Húc khi biết mình sắp tới thành phố S, Tô Nhạc không biết nên bất an rằng có cô gái khác chú ý tới Ngụy Sở, hay nên cảm động vì ấn tượng của mình trong mắt những người bên cạnh Ngụy Sở rất tốt. Lật cuốn tạp chí buồn chán, Tô Nhạc chống cầm nghĩ, nếu như khi mình trở về lại nghe thấy tin đồn của Ngụy Sở và người con gái khác thì sao? Suy nghĩ cẩn thận một lát, lại cảm thấy mình không việc gì phải tự tìm phiền não, sự việc đến cuối cùng nên thế nào sẽ là thế đó hiện tại nghĩ nhiều cũng chẳng có mấy ảnh hưởng tới kết quả là con gái tốt nhất nên đối xử tốt với chính mình thì hơn một giờ trưa ngụy sở và đàm vi ngồi trong một nhà hàng theo phong cách châu âu đây là nhà hàng châu âu tốt nhất trong thành phố trang trí thanh lịch toàn bộ đầu bếp đều là những người có thâm niên mời từ nước ngoài về ngụy sở thật sự không có nhiều hứng thú đối với những đĩa sa lát bít tết này nhưng anh tôn trọng sự lựa chọn của phái nữ vì vậy cũng thờ ơ cắt thịt bò Nghe tiếng dương cầm trong nhà hàng, trong đầu bắt đầu nghĩ, vừa rồi Tô Nhạc gửi tin nhắn nói cô ấy đã tới khách sạn, không biết giờ đã ra ngoài ăn bữa trưa hay chưa. Cậu không chú tâm lắm, có chuyện gì sao? Đàm Vi nhìn dáng vẻ quẻ quại của Ngụy Sở, vẻ mặt buồn bã hỏi, hay là mình quấy rầy thời gian làm việc của cậu? Xin lỗi. Ngụy Sở nhận ra mình đã thất lễ, vừa rồi mình hơi thất thần một chút. Hiếm khi nào mà Ngụy đại thần luôn làm việc nghiêm túc của chúng ta lại cũng có lúc thất thần. Đàm Vi cười pha trò, việc này nhất định mình phải tuyên truyền ra ngoài mới được. Ngụy Sở giống như không để ý đến chuyện đó, mở miệng, đại khái là đàn ông khi yêu đều sẽ mắc phải tật xấu này. Trong thoáng chốc, nụ cười trên mặt Đàm Vi cứng lại, cô cắt lung tung lên miếng thịt bò, cậu và bạn gái, có vẻ như tình cảm của hai người rất tốt. Mình phải trải qua bao nhiêu cực khổ mới theo đuổi được Tiểu Nhạc. Ngụy Sở không cảm thấy bản thân mình theo đuổi một người con gái là đáng mất mặt, cô ấy rất tự lập nhiều khi mình cảm thấy mình không giúp gì được cho cô ấy, vì vậy chỉ có thể nghĩ cách đối xử thật tốt với cô ấy, là một người bạn trai, mình cảm thấy không xứng đáng. Cậu rất xứng đáng, cũng rất tốt. Nét mặt đàm vi có chút buồn bã, nhớ tới người con gái tên Tô Nhạc đã gặp một lần kia, thật sự là một cô gái rất độc lập, cũng không phải loại người vì tiền mới tiếp cận nguy sở. Cô nghĩ, nếu bạn gái nguy sở là một người phụ nữ tầm thường, cô còn có thể không để ý đến đạo đức mà giành giật thử một lần nhưng cô gái kia lại rất ưu tú cũng rất xứng đôi với ngụy sở hơn nữa một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ rất hấp dẫn phái nữ như ngụy sở lại là một người đứng trong bụi hoa mà không dính trên người một phiến lá suy nghĩ vô cùng truyền thống cũng rất cố chấp một khi đã yêu ai sẽ rất khó thay lòng một người đàn ông như vậy cô gái mà người ấy yêu hẳn sẽ rất hạnh phúc còn cô gái yêu người ấy lại sẽ rất khổ cực cô thầm yêu ngụy sở đã nhiều năm nhưng ngụy sở chưa bao giờ chơi trò chơi mờ ám với cô cái gì nên làm thì mới làm phong độ có thừa không bao giờ đi quá giới hạn anh như vậy luôn làm cho cô vừa yêu lại vừa hận cảm ơn cậu đã khen ngợi mình ngụy sở cười gật đầu nói cảm ơn nếu cậu là bạn trai của mình có lẽ mình đã đi cảm tạ thần linh để cho mình có một người bạn trai như vậy đàm vi cười như không cười nhìn ngụy sở trong lời nói mang theo hàm ý đáng tiếc cậu lại trở thành người đàn ông của cô gái khác mình thủ thân như ngọc vì tiểu nhạc nhà mình, cậu đừng đùa mình như vậy. Ngụy sợ uống một ngụm rượu vang, cảm thấy vị chát tràn xuống cổ họng. Nếu không phải nói đùa thì sao? Đôi mắt đàm vi chăm chú nhìn từng cử động của người đàn ông như trong tranh, nếu mình nói mình thích cậu từ lâu rồi, thích nhiều hơn cả bạn gái của cậu thích cậu thì sao? Ngụy sợ buông dao nỉa xuống, lau khóe miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đàm vi, xin lỗi, mình yêu tô nhạc. Sắc mặt đàm vi trắng bệch, cười khổ, người ta đều nói cậu có phong độ, thật ra cậu làm việc mà không để lại cho người khác một lối thoát, từ chối con gái cũng không có chút uyển chuyển. Chuyện này đặt sau phong độ sẽ thành mờ ám, đàm vi, cậu cũng biết mình không thích giữ gìn cái gọi là phong độ trong những chuyện thế này. Ngụy sở nhìn sắc mặt tái nhợt của đàm vi, tiếp tục nói, mình chỉ có thể nói với cậu một câu cảm ơn và xin lỗi. Cậu nói chuyện thẳng thừng như vậy là sợ mình lỡ dở hay sợ bạn gái cậu nghi ngờ. Đàm Vi cũng đặt dao nĩa xuống, mình thấy cô ấy không quá chú ý chuyện này, hay là cô ấy không quá yêu cậu? Cô ấy có nghi ngờ hay không, chú ý hay không, yêu mình hay không, đó là tự do của cô ấy, mình chỉ biết mình sẽ không cho cô ấy cơ hội để nghi ngờ, cũng không muốn vì trách nhiệm tình yêu mà khiến cô ấy chú ý, mình yêu cô ấy, vì vậy không muốn khiến cuộc sống của cô ấy phiền muộn vì mình. Nghe xong những lời này, sắc mặt Đàm Vi lại càng khó coi, giống như nói ra một phán quyết cuối cùng, cậu thích cô ấy đến mức ngay cả để cô ấy nghi ngờ, khổ sở cũng không nỡ sao? vừa là không nở vừa là tôn trọng tình cảm của chính mình ngụy sở hơi hạ tầm mắt không nhìn tới sắc mặt trắng bệch của đàm vi ngụy sở cậu quả nhiên đủ tàn nhẫn đàm vi dựa vào lưng ghế không nói ra lời di động của ngụy sở vang lên anh nhìn lại là điện thoại của tô nhạc anh vội vàng bắt máy tô nhạc đã ăn trưa chưa đàm vi nhìn người đàn ông đối diện đang nở nụ cười ôn hòa với cái điện thoại tình cảm trong lòng giống như bị dội cho một gáo nước lạnh lạnh đến mức không hít thở nổi tô nhạc vừa gãy cơm trong hộp vừa nhìn cảnh đường phố qua cửa sổ xe buổi chiều em sẽ bận rất nhiều việc hiện giờ đang ngồi trên xe ôm cơm hộp mùi vị không tệ lắm còn miễn phí nghe thấy trong di động truyền tới tiếng đàn dương cầm tô nhạc tò mò hỏi anh đang ăn cơm tây à ừ cùng đàm vi bạn học cấp 3 của anh mấy ngày trước em đã gặp rồi đấy bọn anh có chút việc cần nói nên ra ngoài ăn giọng điệu của ngụy sở là trần thuật không phải chột dạ nên giải thích tôi nhạc hiểu ra trong lòng vì vậy cười hỏi anh hẳn là không thích cơm tây chứ gì mùi vị thế nào không ngờ tôi nhạc biết mình không thích cơm tây nụ cười trên khóe miệng ngụy sở lại không nhịn được mà tươi hơn một chút cũng được lần sau đưa em đi ăn thử quên đi không bằng anh tốn thời gian làm canh cá cây cho em tôi nhạc cắp một miếng đậu cho vào miệng nhai hai ba cái rồi nuốt xuống em không nói nữa sắp hết thời gian rồi em phải ăn cơm cho xong đã Nói xong, cô ngắt điện thoại. Cộng tác viên ở bên cạnh nói có chút ấy nấy. Chị Tô, hôm nay như thế này thật sự xin lỗi, tối nay chúng ta phải ra ngoài ăn thật ngon. Không sao, không sao, hôm nay tại tôi tới muộn một chút. Tô nhạc dùng khăn tay lau miệng, cầm lấy hộp sữa bên cạnh uống một ngụm, hộp cơm này cũng rất ngon mà. Cộng tác viên thấy tô nhạc thật sự không để ý mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao tác giả này được đặc biệt mời đến, nhưng vì sắp xếp thời gian có vấn đề nên khiến đối phương phải ăn cơm hộp, trong lòng bọn họ cũng khó xử nhưng không ngờ vị tác giả này thoạt nhìn trẻ tuổi xinh đẹp tính cách lại rất hiền hoa khép điện thoại lại nụ cười trên mặt ngụy sở vẫn chưa biến mất bắt đầu nghĩ tới những nguyên liệu để nấu món canh cá cây nhà hàng chuyên làm món canh cá cây trên phố không làm được mùi vị đặc trưng hơn nữa anh cũng lo lắng về vấn đề vệ sinh vẫn nên chờ tô nhạc về rồi tự mình làm thì tốt hơn nhìn dáng vẻ này của ngụy sở đàm vi hoàn toàn tuyệt vọng cô miễn cưỡng cười rồi đứng lên mình còn có việc phải đi trước sau này lại liên lạc nhé. Được, tạm biệt. Ngụy sở cũng không nói sẽ đưa đàm vi về, tuy hành động này không có phong độ nhưng anh sẽ không vì thứ phong độ dối trá đó mà làm hỏng việc. Anh vô thức mở điện thoại ra, nhìn về phía màn hình, trên đó là ảnh chụp tô nhạc, trong ảnh, tô nhạc đang cười vô cùng sáng lạng. Chương 39, tin tưởng. Vội vàng ký sách xong, trưa hôm sau tô nhạc lại lên máy bay trở về. Công việc vẫn phải làm, cô còn phải bôn ba trước khi lên máy bay tô nhạc gọi điện thoại cho ngụy sở nhưng người nhận điện lại là trần húc nói ngụy sở đang bàn chuyện làm ăn tô nhạc không hỏi nhiều ngắt máy rồi vào cửa đăng ký lên máy bay tô nhạc ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ cô vừa ngồi xuống chưa lâu thì ghế bên cạnh cũng có người ngồi tô nhạc là cháu sao bà trang thật sự không ngờ sẽ gặp tô nhạc trên máy bay tươi cười thân thiết hỏi cháu cũng tới thành phố sa tô nhạc lễ phép cười nói cháu chào cô vậy mới nói đời người đôi khi là đủ loại tình tiết cũ trích hợp thành tô nhạc vừa cười vừa nghĩ trong tình huống này còn có thể gặp chuyện xấu hổ như thế vận may của cô không biết là tốt đến mức nào cháu đi công tác à bà trang thấy tô nhạc ăn mặc rất nghiêm chỉnh sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi đoán rằng cô đi công tác mới quan tâm hỏi công việc vất vả lắm sao cũng coi như là đi công tác ạ à? tô nhạc dây dây tráng công việc cũng không vất vả lắm chỉ là hôm qua cháu ngủ không ngon lắm vì sao cô lại tới thành phố ép một mình thế này ạ à? cô nhớ rằng tình cảm của đôi vợ chồng nhà họ trang rất tốt nếu đi du lịch vì sao lại chỉ có một mình bà trang lần này cô đến thăm một người bạn nên không gọi người nhà đi cùng bà trang đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay tô nhạc gần đây cháu gầy đi không ít con gái còn thanh xuân không nên làm việc quá mệt mỏi không tốt cho thân thể cảm ơn cô cháu sẽ chú ý trước đây tô nhạc gọi bà trang là bác gái nhưng giờ cảm thấy không còn thích hợp nữa cô gọi một tiếng cô không thiếu phần lễ phép cũng không phải cảm thấy xấu hổ mặc dù vậy bà trang vẫn có chút ngượng ngùng gia đình bà không có tiền từ nhỏ ngày đó theo chồng cũng phải dốc sức làm ăn không có loại khổ cực nào chưa nếm trải sau này bọn họ thành lập công ty chậm rãi khiến cho công ty ngày càng lớn mạnh nhưng công sức bọn họ bỏ ra vẫn không kém mấy năm trước bà tự hào vì đã cho con trai một cuộc sống tốt nhưng rồi lại cảm thấy con trai bà vì chưa từng chịu khổ chưa từng vấp ngã mà sẽ có lúc phải hối hận chứng kiến con trai mình theo đuổi được cô gái xinh đẹp nhà người ta kết quả chưa tới hai năm đã chân đạp hai thuyền loại chuyện này có khác gì lừa dối tình cảm người ta nghĩ vậy bà trang không biết nên nói gì đành im lặng ngồi bên cạnh còn tô nhạc cũng thở dài một hơi trong tình huống thế này cô cũng không biết nên nói gì mới tốt sau khi máy bay cất cánh chưa lâu Tô Nhạc đang cảm thấy buồn ngủ thì tiếng bà Trang lại truyền đến lần nữa. Tô Nhạc à, nhà họ Trang nhà cô xin lỗi cháu, nhà cô không dạy dỗ tiểu vệ cẩn thận, để thằng bé có tật xấu này. Bà Trang nhớ tới người chồng như hình với bóng của mình, tự giác nhận rằng mình chưa dạy dỗ con trai cho tốt. Cô! Cơn buồn ngủ của Tô Nhạc bay mất hơn một nửa, cô mở to hai mắt nhìn sự ấy nấy trong mắt bà Trang, sau đó dời ánh mắt nói, cô, cháu và Trang vệ không hợp nên chia tay, chuyện này rất tự nhiên, không có ai đúng ai sai nhớ tới quãng thời gian qua lại của mình và trang vệ tâm trạng tô nhạc rất phức tạp nhưng không hề có chút tức giận chuyện đã qua sớm muộn gì cũng phải trôi về quá khứ bà trang nghe những lời này thì cười vô cùng gượng gạo nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này xuống máy bay tô nhạc giúp bà trang kéo hành lý vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy ngụy sở đứng cách đó không xa nhìn cô mỉm cười tô nhạc đang định chào ngụy sở lại thấy ánh mắt anh hướng về phía bà trang Tô Nhạc nhìn về phía bà Trang, rồi lại nhìn Ngụy Sở, trong đầu ầm ầm rung động. Ngụy Sở sẽ không cho rằng cô lén đưa bà Trang tới thành phố S du lịch chứ? Hơn nữa, nguyên nhân phải tới thành phố S cô lại không nói với Ngụy Sở, anh sẽ không thực sự hiểu nhầm chứ? Trong đầu Tô Nhạc đột nhiên nảy ra những ý nghĩ này, nhất thời cảm thấy áp lực rất lớn. Có mệt không? Ngụy Sở thấy Tô Nhạc ngay người ra, tiến lên nhận lấy hành lý trong tay Tô Nhạc, cười khẽ hai tiếng, sau đó khách khí bắt chuyện với bà Trang. Bà Trang, thì ra bà đi cùng Tiểu Nhạc, cảm ơn bà đã chăm sóc Tiểu Nhạc trên đường đi. Đâu có, là Tô Nhạc chăm sóc tôi đấy chứ, cậu Ngụy nói đùa. Bà Trang nhìn những hành lý mà Ngụy Sở đã nhận lấy, trong đó có cả túi của bà, bà có thể nhận ra người thanh niên này có cảm tình với Tô Nhạc, lần trước đã thấy một lần, lúc này lại thấy mà tâm trạng bà vẫn phức tạp không nói nên lời. Bất cứ người mẹ nào nhìn thấy bạn gái cũ của con trai mình có bạn trai xuất sắc hơn con trai mình đều sẽ có tâm trạng phức tạp như thế bà khách sáo rồi. Ngụy sở đưa tay gõ nhẹ lên trán tô nhạc, đang ngẩn người cái gì, còn chưa chịu đi sao? Lúc này tô nhạc mới phản ứng lại, thấy sắc mặt Ngụy sở tự nhiên, cô liền mở miệng nói, hôm nay lên máy bay mới gặp được cô Trang, đây đúng là duyên phận. Ừ, Ngụy sở nở nụ cười, đối với hành động giải thích không được tự nhiên này của tô nhạc, anh cảm thấy thật vui mừng. Ít nhất điều này chứng tỏ tô nhạc có quan tâm đến cảm nhận của anh, con gái mà, thỉnh thoảng hành động ngây ngô một chút cũng rất đáng yêu câu nói tình nhân trong mắt hóa tây thì áp dụng vô cùng chính xác đối với ngụy sở ba người ra khỏi sân bay xe của ngụy sở đổ ở bãi đổ xe bên ngoài anh nói với bà trang bà trang tôi và tô nhạc đưa bà về nhé không cần trong nhà tôi sẽ có người tới đón bà trang không phải người phụ nữ không hiểu biết ngụy sở nói tôi và tô nhạc chứ không nói tôi đây là đang tuyên bố thân phận với bà người thanh niên như ngụy sở mặc dù luôn luôn mỉm cười nhưng trong lời nói lại mang theo vẻ mạnh mẽ không đổi, cho dù con trai bà có ưu tú cũng còn kém xa người này. Những tình huống cũ trích trong đời người là vô cùng dũng mãnh, vì vậy, sau khi bà Trang nói xong câu này, Trang vệ lập tức xuất hiện cách ba người không xa. Mẹ! Trang vệ không ngờ lại gặp phải tô nhạc và ngụy sở, anh đi tới trước mặt bà Trang, nhận lấy hành lý trong tay ngụy sở, miễn cưỡng cười nói với ngụy sở, cảm ơn. Ngụy sở ngoài cười nhưng trong không cười, gật đầu, không cần khách sáo. Trang vệ không nhìn Ngụy Sở nữa, ngược lại lại dời tầm mắt về phía Tô Nhạc, "Tô Nhạc, mấy ngày không gặp, em có khỏe không?" Anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt Tô Nhạc, khẽ nhíu mày. "Không tồi." Tô Nhạc tin rằng mình và Trang vệ không thể làm bạn bè bình thường được, mặc dù sự tức giận và căm ghét của cô đối với Trang vệ đã dần biến mất, nhưng là một người con gái, ký ức bị phản bội tình cảm thật sự không cách nào coi là một ký ức tốt đẹp được. Tô Nhạc nhìn về phía bà Trang, ấy nấy cười nói, cô Trang, ngày mai cháu còn có việc, cháu xin phép về nghỉ trước, tạm biệt. Đừng quá tham công tiếc việc, giữ gìn thân thể cho tốt. Bà Trang nhìn ra vẻ không nở trong mắt con trai, chỉ là, cho dù bà có nhìn ra, cô gái trước mặt này cũng sẽ không trở lại bên cạnh con trai bà. Bà nhìn chàng thanh niên xuất sắc bên cạnh tô nhạc, mỗi một tiếng nói, một cử động của cậu ta đều xoay quanh tô nhạc, một chàng trai tốt như vậy, tô nhạc ở cạnh cậu ta thoải mái hơn ở cạnh tiểu vệ rất nhiều. Cảm ơn cô, cô cũng giữ gìn sức khỏe. Tô Nhạc xoay người lên xe, người nào đó bên cạnh đã giúp cô mở cửa xe. Tô Nhạc ngồi trên ghế phụ, quay đầu nhìn lại, ánh mắt trang vệ vẫn còn dõi theo cô. Mệt thì dựa vào ghế ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ cõng em lên lầu. Ngụy Sở ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, lát nữa về đến nhà anh sẽ làm một chút đồ ăn cho em. Anh tự quyết định là được. Tô Nhạc ngáp một cái, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Ngụy sợ thấy cô như vậy cũng không nói gì nữa, chăm chú lái xe. Chương 40, vận may. Con và Tô Nhạc đã chia tay rồi, đừng níu kéo nữa. Mẹ, đây là lỗi của con, tiểu vệ, con không phải trung tâm của thế giới. Khi con quyết định phản bội một đoạn tình cảm thì phải nghĩ tới chuyện nhận lấy hậu quả. Khác với vẻ ngoài ôn hòa thường thấy, bà Trang nghiêm khắc nhìn con trai, ngón tay trang vệ vì cầm lái quá chặt mà trở nên trắng bệch bố con là một người đàn ông có trách nhiệm mẹ tiếc rằng con không học được điều này từ khi con còn nhỏ điều kiện kinh tế trong gia đình đã bắt đầu khá lên con hầu như chưa bao giờ phải chịu khổ sau này thành tích học tập của con tốt vẻ ngoài ưa nhìn lại bởi vì gia đình có tiền mà chưa bao giờ vấp ngã con còn nhớ khi con mới đưa tô nhạc về nhà con đã nói những gì không bà trang đau khổ nhìn con trai thở dài một hơi tiểu vệ mẹ hy vọng tình yêu đã bị con phản bội này đủ để giúp con học được cái gì gọi là trách nhiệm, cái gì là trung thành. Tiền tài của con không phải thứ dùng để đùa dẫn tình cảm phụ nữ. Trang vệ nghe mẹ nói, ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước, nhớ lại một câu mà Tô Nhạc từng nói. Trang vệ, nếu anh thay lòng đổi dạ, em nhất định sẽ không níu giữ anh. Anh rõ ràng thích Tô Nhạc. Khi Ngụy sở dừng xe dưới lầu, Tô Nhạc vẫn đang ngủ, anh suy nghĩ một lát rồi quyết định cổng cô lên lầu bởi vì khu nhà của tô nhạc không có thang máy, cô lại ở lầu 4, vì vậy ngụy sở đành cổng cô lên từng tầng, từng tầng một, trèo lên ba tầng lầu, thỉnh thoảng gặp một vài người tan tầm trở về, họ đều nhìn anh bằng ánh mắt mờ ám. Lấy chìa khóa trong túi sách tô nhạc, mở cửa xong, người trên lưng vẫn chưa tỉnh, anh bước vào phòng ngủ, đỡ cô xuống giường, bỏ giày, cởi áo khoác, đắp chăn, động tác lưu loát liền mạch. Thấy đã làm nhiều chuyện như vậy mà tô nhạc vẫn không tỉnh lại, Người sợ biết lần này tô nhạc thật sự rất mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ, mang theo chìa khóa ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Khi tô nhạc tỉnh lại thì bầu trời ngoài cửa sổ đã đen kịp, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, mũi giường như còn ngửi được mùi thơm của thức ăn. Cô ngây người nghĩ, mùi cơm nhà hàng xóm còn bay sang tận bên này được sao? Không đúng, cô ngủ ở trên xe, vì sao bây giờ lại nằm trên giường? Đi dép vào, ra ngoài nhìn ngó, cô thấy trong phòng bếp có một bóng người rất đổi quen thuộc mùi thơm đang từ phía đó bay đến em dậy rồi à ngụy sở nghe được tiếng mở cửa xoay người nhìn thấy bộ dạng chưa tỉnh ngủ của tô nhạc ngoài cửa phòng bếp anh cười múc một bát canh cá từ trong nồi ra đặt lên trên bàn ăn cơm đây là canh cá nấu nấm buổi trưa em không ăn uống cẩn thận uống cái này trước rồi đi tắm đi chờ em tắm xong rồi ăn cơm tô nhạc nhìn ngụy sở mặc áo sơ mi trắng trên hông cuốn tạp về đột nhiên cảm thấy người đàn ông như thế này vô cùng có sức hút Điều này khiến cho trong lòng cô có một cảm giác không thể miêu tả bằng lời, cô cúi đầu trước bàn ăn cơm, một cái thì được đưa tới trước mặt cô, canh hơi nóng, uống chậm một chút. Ngẩng đầu nhìn chàng trai đang mỉm cười, Tô Nhạc Yên lặng nhận lấy cái thìa, trong lòng như tỏa hơi nóng, uống một ngụm canh cá, mùi vị thật thơm mát. Cô nhìn về phía cửa phòng bếp, người con trai kia đang thái nguyên liệu, tiếng vàng lưu loát khiến cho căn nhà vốn yên tĩnh có thêm cảm giác gia đình. Uống canh xong, khi trở lại phòng lấy quần áo, Tô Nhạc mới nhìn thấy trong gương hiện tại mình đang có bộ dạng gì, áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai lộn xộn, trên mặt còn chưa tẩy trang. Một người đàn ông không ngại dáng vẻ xấu nhất của mình, có phải chứng tỏ mình đã thật sự gặp một người đàn ông tốt hợp với mình nhất hay không? Tắm rửa xong, Tô Nhạc coi như được ăn một bữa ngon miệng, sau đó, cô trợn trừng mắt nhìn người đàn ông Hoàng Mỹ trong mắt phái nữ giúp mình thu dọn phòng bếp, dọn dẹp phòng khách, lau nhà, kiểm tra các loại đồ điện tử có an toàn hay không cửa sổ có chắc chắn hay không rồi mới cầm lấy bộ đồ tây đắt tiền trên ghế sofa mặc vào. Có chuyện gì thì gọi đến số máy riêng của anh nhé, anh sẽ mở máy cả ngày. Người đó bỏ lại những lời này rồi mời cười cười ra về. Tô Nhạc ôm một cái gối trong lòng, nhìn cánh cửa đã đóng lại, đột nhiên nhớ ra không phải Ngụy Sở đang có việc sao, vì sao lại có thời gian tới đón cô? Không phải là anh bàn công chuyện xong trực tiếp lái xe tới đón cô chứ? Như vậy, Ngụy Sở cũng chưa ăn bữa trưa vò vò mái tóc sắp khô tô nhạc tắt tivi đừng dậy ngồi xuống cạnh bàn máy tính canh cá nấu nấm hôm nay thật sự rất ngon có lẽ tôi gặp may rồi vừa viết những lời này không lâu bên dưới đã có người tỏ ý nghi ngờ canh cá nấu nấm với gặp may thì liên quan gì tới nhau tin nhắn của một người tên chờ nhạc làm tô nhạc không nhịn được mà bật cười bởi vì người này nói quả thật là gặp may bởi vì canh cá nấu nấm mà nấu không ngon sẽ rất khó uống trong đầu lại lần nữa hiện lên hình dáng mặt tạp về của ngụy sở tô nhạc lắc đầu mở quật bắt đầu viết tiểu thuyết nhưng một người đàn ông biết nấu ăn dường như vô cùng có sức hấp dẫn ngụy sở nhìn một câu nói ngắn ngọn trên màn hình vi tính tâm trạng vô cùng tốt mở điện thoại ra thông báo cho trợ lý của mình về quyết định ngày mai sau khi trở thành trợ lý tổng giám đốc số lần tô nhạc ra vào phòng làm việc của tổng giám đốc tăng lên rất nhiều vì vậy khi cô nhìn thấy vị tổng giám đốc khôn khéo đang cầm một quyển tiểu thuyết của cô trên tay thì tâm trạng vô cùng phức tạp. Giang Đình thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tô Nhạc liền cười giải thích, hiện giờ không phải thời gian làm việc, tiêu khiển một chút cũng có thể chứ. Đáng tiếc buổi ký tặng tuần trước của tác giả này chị không có thời gian để đi. May là chị không đi, mấy tình cảnh dọa người như thế rất không tốt, Tô Nhạc nghĩ trong lòng, cười nói, không ngờ giám đốc cũng đọc tiểu thuyết, em hơi bất ngờ phụ nữ chúng ta phải học cách đối xử tử tế với chính mình giang đình nghĩ đến chuyện mờ ám giữa ngụy sở và đàm vi kia động tác lật sách thoáng dừng lại nhưng thấy tâm trạng của tô nhạc không tệ chị cũng không tiện nói nhiều đúng rồi nghe nói em là bạn thân của người kế nghiệp nhà họ trần ý chị là trần nguyệt tô nhạc nhớ tới bạn tốt mới liên lạc ngày hôm qua còn bé làm sao ạ à? không có gì chỉ là hôm qua chị tới nhà bọn họ làm khách hai người lớn nhà họ trần có nhắc tới em Bọn họ dường như rất thích em. Giang đình thật sự không ngờ mối quan hệ của Tô Nhạc lại rộng như vậy. Nhưng thiện cảm của chị với Tô Nhạc lại càng ngày càng tăng. Một cô gái như thế này luôn làm cho người ta vừa yêu quý vừa khen ngợi. Chị lật quyển tiểu thuyết trong tay, quả nhiên chị vẫn thích những người phụ nữ kiên cường. Giám đốc, nếu chị thích vị tác giả này, em sẽ tặng chị một bộ sách có chữ ký. Có người phụ nữ thành đạt thích tiểu thuyết của mình, đây là một vinh hạnh. Tô Nhạc tỏ vẻ rất vui sướng. Em có trọn bộ sách của cô ấy, còn có chữ ký. Giang Đình vô cùng bất ngờ nhìn Tô Nhạc, nghe nói tác giả này rất ít khi ký sách, em lại có thể có trọn bộ, em quen người trong giới này à? Cũng coi như là quen hai, ba người. Tô Nhạc cười gượng, dù sao cũng là chữ ký của mình, chỉ đặt bút một cái là được. Nếu em thật sự có thể tặng chị trọn bộ, kỳ nghỉ năm nay của em có thể tăng thêm hai ngày hiển nhiên là gia Đình không coi hành vi công tư không rõ ràng này là chuyện nghiêm trọng. Không thành vấn đề. Tô Nhạc vui vẻ gật đầu, tiền bạc từ trên trời rơi xuống, không nên từ chối. Ở nhà cô chẳng phải còn mấy quyển sao, chỉ cần ký tên lên là được. Cuối cùng cũng có một lần trong đời cô nghĩ, viết tiểu thuyết thật ra cũng không phải không có lợi. Tổng giám đốc, cô đàm tới. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Chương 41, gặp mặt tình địch. Cô Đàm. Tô Nhạc ngẩn người, đoán rằng người này có thể là khách hàng của công ty, trợ lý vừa mới nhận chức như cô không có phần để nhúng tay vào, vì vậy thành thật rời khỏi phòng làm việc, nhưng không ngờ lại gặp được một người. Đàm Vi cũng không ngờ tình địch của mình lại là nhân viên của công ty mình sẽ hợp tác. Xin chào. Tô Nhạc cười với Đàm Vi, giám đốc đang ở trong phòng làm việc, mời chị vào. Cảm ơn. Đàm Vi gật đầu với Tô Nhạc, đi về phía phòng làm việc của giám đốc. Tô Nhạc, cậu quen cô ta à? Một đồng nghiệp chuẩn bị tan tầm đúng lúc đi ngang qua, Hiếu Kỳ thấp giọng hỏi, cô ta thật đẹp. Từng gặp một lần. Tô Nhạc cười vỗ vai đồng nghiệp, cậu tan tầm rồi thì đừng lắc lư trước mặt tớ, nếu không người phải tăng ca là tớ đây sẽ tỏ vẻ bất mãn. Niềm sung sướng của tớ luôn dựa trên sự đau khổ của người khác. Đồng nghiệp cười tủm tỉm chào tạm biệt Tô Nhạc thời gian tô nhạc tới công ty làm việc chưa được 3 tháng mà đã từ một nhân viên mới trở thành trợ lý tổng giám đốc, lên chức nhanh như vậy nhưng cũng không có nhiều người bất mãn, điều này chứng tỏ bản lĩnh của tô nhạc, vì vậy trước giờ mọi người luôn có thiên hướng gần gũi với tô nhạc. Trở về phòng làm việc sắp xếp lại vài tập tài liệu, một giờ sau, khi công việc đã gần như hoàn thành, tô nhạc thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm. Vừa ra khỏi cổng công ty, tô nhạc đã bị đàm vi gọi lại, cô nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt, mỉm cười lễ phép. Chúng ta đi uống tách cà phê, ngồi nói chuyện được không? Đàm Vi sẽ không ngốc đến mức cho rằng Tô Nhạc không biết cô có ý với Ngụy Sở, chỉ là biểu hiện của Tô Nhạc khiến cô phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cô cho rằng Tô Nhạc dù không thể hiện rõ ràng là ghét cô, nhưng ít nhất cũng sẽ có tâm trạng không tốt. Thế nhưng cô không tìm được những điều này từ Tô Nhạc. Tô Nhạc đối với cô vừa lễ phép vừa khách sáo, tuy thiếu nhiệt tình nhưng không hề có vẻ gì bất mãn. Trực giác của phụ nữ từ trước đến giờ đều rất nhạy bén khi một người đã không thích họ cho dù người kia không làm bất cứ chuyện gì họ vẫn có thể cảm nhận ra mà cô lại không hề cảm nhận được từ tô nhạc loại cảm xúc này đương nhiên có thể chị đàm quá khách khí rồi tô nhạc không từ chối lời mời của đàm vi tô nhạc gọi một tách cà phê lam sơn bình thường sau đó nói một vài câu khách khí về công việc với đàm vi nhưng nhìn từ vẻ mặt của đàm vi dường như đối phương cũng không muốn nói chuyện công việc với mình cô tô cô có ngại không nếu tôi hỏi một số vấn đề cá nhân đàm vi thấy tô nhạc cứ nói vòng vo với mình liền thẳng thắn dẫn đến trọng tâm câu chuyện không biết chị muốn hỏi chuyện gì tô nhạc không nói ngại cũng không nói không ngại có một số vấn đề đương nhiên cô không ngại có một số chuyện lại không cần thiết phải nói xin lỗi tôi biết tôi hỏi như vậy là có phần mạo muội nhưng tôi muốn biết rốt cuộc cô có thích ngụy sở hay không tôi không muốn anh ấy bị tổn thương đàm vi nhìn tô nhạc ánh mắt không bỏ qua bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt cô. Tô Nhạc cầm tách cà phê lên uống một ngụm dưới cái nhìn chăm chú của Đàm Vi, rồi mới chậm rãi mở miệng nói, "Chị Đàm, chuyện này là chuyện của người trong cuộc, tôi nghĩ ngụy sợ biết rõ thái độ của tôi là gì." Tô Nhạc nghĩ, may mà người Đàm Vi gặp là cô chứ không phải một người nào khác, nếu không, sau khi Đàm Vi vừa mở miệng nói những lời này, chỉ sợ sẽ cãi nhau to. Câu trả lời của Tô Nhạc không làm Đàm Vi tức giận, cô nhìn Tô Nhạc, đột nhiên mở miệng nói, tôi thích ngụy sở đã gần 7 năm, thậm chí tôi còn thích mua những sản phẩm của công ty anh ấy. Tôi học cách là một người phụ nữ tự lập, khi tôi cho rằng mình đã chuẩn bị vừa đủ để trở lại bên cạnh anh ấy, không ngờ bên cạnh anh ấy đã có một người là cô. Cô không tệ, nhưng còn kém mức ưu tú rất xa, cũng kém xa so với anh ấy. Đàm vi cúi đầu, tiếp tục nói, thậm chí cô còn không dịu dàng, tôi thật không hiểu vì sao ngụy sở lại thích cô. Tôi nhạt nghe những lời này của đối phương chỉ yên lặng không nói gì, Cô cũng đã từng nghĩ vì sao Ngụy Sở lại thích mình, đáng tiếc cô không tìm được đáp án. Ngụy Sở luôn luôn xuất sắc, từ cấp 3 cho tới đại học, gần như tôi chưa từng nhìn thấy có chuyện gì mà anh ấy không làm được. Đàm Vi đã ngừng lại động tác quấy cà phê, tôi đã nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng thật sự không ngờ rằng anh ấy sẽ yêu người khác trước khi tôi chuẩn bị sẵn sàng. Anh ấy có hoàn mỹ như vậy sao? Tôi nhạt cảm thấy cô gái trước mặt đã biến Ngụy Sở thành chuyện thần thoại, loại tình cảm gần như mê đắm này khiến cho cô không hiểu nổi. Bởi vì cô không thể toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho một người đàn ông, vì vậy cô không thể hiểu được loại tâm trạng này. Có lẽ anh ấy cũng không tốt như vậy. Đàm Viên ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ vẻ thoải mái, thật ra 10 phút trước tôi còn nghĩ cô không xứng với Ngụy Sở, nhưng hiện giờ tôi lại nghĩ cô rất hợp với anh ấy. Tôi nhạt cảm thấy đối phương trở mặt quá nhanh, nhất thời cô không thích ứng được. Vốn tưởng rằng đối phương tới tra hỏi, vì sao câu chuyện vừa chuyển đã đột nhiên biến thành khen ngợi mình? đều là con gái mà suy nghĩ của đối phương vẫn thật khó đoán. Dường như nhìn ra vẻ khó hiểu của tô nhạc, đàm vi cười cười, cô rất thông minh, cũng biết điều gì nên làm, một người mà toàn bộ suy nghĩ đều hướng về ngụy sở nhất định sẽ không thích hợp với anh ấy, một người đặt anh ấy trong lòng nhưng không mất đi chính mình mới là người thích hợp nhất với anh ấy. Cuối cùng tô nhạc cũng hiểu ra, thì ra mình đang bị thử. Vừa rồi tôi nói những lời như vậy mà cô không trở mặt, chỉ yên lặng lắng nghe, chứng tỏ cô biết nặng nhẹ, cũng hiểu rõ hoàn cảnh. Đàm Vi nói đến đây, đột nhiên có chút mất hứng. Quả thật là cô vô cùng thích hợp. À, tôi có nên nói cảm ơn đã khen tặng không? Tôi nhạc cười nói, tôi còn không biết chính mình có những ưu điểm này đâu. Phù. Đàm Vi đột nhiên bật cười, gương mặt như rạng rỡ hơn. Vừa rồi tôi đã nói những lời thật nhảm nhí, cô không cần để ý. Nói xong, cô nghiêng đầu, nhìn người mình thích ở cùng với người khác vẫn có chút khó chấp nhận, cô thứ lỗi cho. Tô Nhạc cảm thấy có cảm tình với cô gái thẳng thắn này, ít nhất cô ấy còn có thể nói rõ suy nghĩ của mình. Sau đó lại thừa nhận lời của mình là không lễ phép, trong khi đang đối mặt với tình địch. Điện thoại di động vang lên, Tô Nhạc nhìn lại, người gọi tới là Ngụy Sở. Cô liếc mắt nhìn Đàm Vi ngồi đối diện, cảm thấy nếu mình nhận điện sẽ kích động đối phương. Là điện thoại của Ngụy Sở à? Đàm Vi đặt cốc cà phê xuống, nhanh nghe máy đi. Nếu không Ngụy Sở sẽ nghĩ tôi bắt cóc bạn gái bảo bối của anh ấy, vậy thì tôi thảm rồi. Tô Nhạc ấy nấy cười, ấn phím nhận cuộc gọi, hạ giọng nói với Ngụy Sở hai câu, nói rõ địa chỉ của mình xong liền ngắt máy. Ngụy Sở rất thích cô. Đàm Vi mỉm cười mở miệng, tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy chủ động tiếp cận cô gái nào, chứ đừng nói là săn sóc như vậy. Trước đây, trước mặt con gái, anh ấy đều tỏ vẻ lạnh lùng, khách sáo. Vì vậy, Đàm Vi cười nhìn Tô Nhạc, ý tưởng huấn luyện Ngụy Sở thành một bạn trai lý tưởng cũng không tệ, cô cần cố gắng nhiều hơn mới được thời gian không còn sớm nữa, tôi phải đi rồi, tạm biệt. Tạm biệt. Tô nhạc đứng lên tiễn Đàm Vi. Đàm Vi đặt một tấm danh thiếp trước mặt cô, đây là danh thiếp của tôi, tôi rất thích cô, sau này thường xuyên liên lạc nhé. Kiếp này tôi không có hứng thú với phái nữ. Tô nhạc cũng đưa cho đối phương một tấm danh thiếp, nhìn Đàm Vi đi ra khỏi quán cà phê, trên mặt lộ ra một nụ cười. Một lát sau, Ngụy Sở lái xe tới quán cà phê, nhìn thấy tô nhạc đứng ngoài cửa liền giúp cô mở cửa xe chờ cô yên vị rồi mới nói anh tưởng em không thích uống cà phê đúng là không thích tô nhạc cười khẽ tâm trạng vô cùng tốt thấy tô nhạc như vậy ngụy sợ bất đắc dĩ lắc đầu nhưng anh không hỏi tô nhạc đã có chuyện gì tuy anh biết người hẹn tô nhạc uống cà phê là đàm vi tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé. Bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo.